Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 192. Hắn vừa nói vừa tiến đến trước mặt Thác Bạt Ngạn, sau đó đưa hai tay ra ôm chặt eo nàng ta. Thác Bạt Ngạn xà vào lòng Diệp Huyên, khẽ nói, về là tốt rồi. Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bóng mượt của Thác Bạt Ngạn, hai người họ không làm gì cả mà cứ ôm nhau như thế. Chập tối. Diệp Huyên ngồi trước thềm đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa, sao rải khắp trời, sâu thẳm và xa xăm. Thác Bạt Ngạn tựa lên vai của Diệp Huyên. Diệp Huyên đột nhiên cúi đầu nhìn Thác Bạt Ngạn, mỉm cười và nói, thật ra cuộc sống yên bình thế này cũng rất tốt. Thác Bạt Ngạn nhìn sang Diệp Huyên, mỉm cười, nói, chưa đạt đến đỉnh phong thì có tư cách gì nhắc đến yên bình. Diệp Huyên cười ha ha, nói, cũng đúng. Cuộc sống yên bình. Nếu một người chưa từng đạt đến đỉnh cao mà đã theo đuổi sự yên bình thì đó là bị ép phải sống yên bình chứ không phải đang theo đuổi yên bình. Đến cả người như cha hắn, họ vẫn đang theo đuổi thì bản thân hắn có tư cách gì mà nói chuyện yên bình. Nếu bây giờ không cố gắng, lỡ có một ngày có vị đại năng nào đó đột nhiên thấy Thanh Châu gai mắt, tùy tiện đánh giám một cái thì chẳng phải Thanh Châu cũng tiêu đời sao. Nhiều lúc yên bình là bởi vì không còn cách nào khác. Cố gắng. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, sau đó nói, Ngạn Nhi, ta phải đến huyên giới, nàng có đi cùng ta không? Thác Bạt Ngạn lắc đầu, ta ở lại đây thôi, thế giới bên ngoài quá rộng lớn, ta sống không quen. Diệp Huyên nhìn Thác Bạt Ngạn, mỉm cười, nói, ừm. Dù sao thì hắn cũng có kiếm Thanh Huyên, về Thanh Châu chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, giờ đi liền sao? Diệp Huyên cười lớn, sao có thể? Hắn vừa nói vừa dắt Thác Bạt Ngạn rời khỏi đó, cùng lúc đó, tiểu tháp cũng bị hắn vứt vào tận sâu trong bầu trời sao. Tiểu tháp. 10 ngày sau. Diệp Huyên rời khỏi Thanh Châu. Giữa tinh không, Diệp Huyên xòe bàn tay, tiểu tháp liền xuất hiện trên tay hắn. Sau khi Diệp Huyên vào trong tiểu tháp thì bắt đầu nuốt số tâm vũ trụ mà tiên bảo các cho hắn lúc xưa. Trong số tâm vũ trụ mà tiên bảo các cho hắn lúc xưa thì có tâm ở tầng 6. Chưa mất bao lâu, Diệp Huyên đã nuốt hết số tâm vũ trụ còn lại, lúc này, tu vi cảnh giới của hắn đã tương đương cảnh giới trụ tâm tầng thứ 5. Thực lực cũng gia tăng không ít, đặc biệt là kiếm Thanh Huyên, sau khi kiếm Thanh Huyên nuốt được linh hồn của mấy cao thủ yêu nghiệt đó thì đã được nâng cấp mạnh. Đương nhiên, bây giờ cũng không thể làm lơ tiểu tháp bây giờ cũng rất mạnh. Một người. Một tháp, một kiếm. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, bây giờ đi huyên giới sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta còn phải đi gặp một người bạn cũ nữa. Tiểu tháp nói, là phụ nữ sao? Diệp Huyên khó chịu nói, liên quan đếch gì đến ngươi? Hắn nói xong thì biến mất. Một lúc sau, Diệp Huyên đã đến vũ trụ cửu duy. Bất tử đế tộc. Đương nhiên Diệp Huyên chưa bao giờ quên bất tử đế tộc đã vì hắn mà tử trận. Trong một ngôi điện nhỏ, Diệp Huyên và Đông Lý Tịnh ngồi đối diện nhau. Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, ta tưởng ngươi không quay lại nữa. Diệp Huyên lắc đầu, mỉm cười, đây là nhà của ta. Nhà. Bất tử đế tộc là nhà của mẹ hắn nên đương nhiên cũng là nhà của Diệp Huyên. Đông Lý Tịnh im lặng một lúc rồi nói, bao giờ đi? Diệp Huyên mỉm cười, nói, đi ngay. Hắn vừa nói vừa xòe bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ từ từ bay đến trước mặt Đông Lý Tịnh, tộc trưởng, bên trong chiếc nhẫn chứa đồ có một vài tinh mạch và một ít tài nguyên tu luyện, còn có truyền thừa nữa, sẽ có ích cho bất tử đế tộc. Đông Lý Tịnh nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trước mặt, nói, bọn ta thấy mình cứ như những con trùng hút máu, việc gì cũng dựa vào ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, người một nhà cả. Cần gì phải nói những lời đó. Ta có thì mới cho bất tử đế tộc, nếu ta không có thì cũng đành chịu thôi. Đông Lý Tịnh im lặng một lúc rồi nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó nói, ừ. Diệp Huyên đứng dậy, đang định đi thì dường như nhớ ra gì đó, hắn đột nhiên hỏi, tộc trưởng, đã có ai phá được luồng kiếm khí mà trước đây ta để lại chưa? Đông Lý Tịnh lắc đầu, không có ai. Diệp Huyên mỉm cười. Nói, có cần ta giảm bớt sức mạnh không? Đông Lý Tịnh lắc đầu, không cần, khó một chút càng tốt. Diệp Huyên mỉm cười, nói, vậy ta đi nhé tộc trưởng.
Đông Lý Tịnh gật đầu. Diệp Huyên quay đầu rồi biến mất. Bên trong điện, Đông Lý Tịnh nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trước mặt, im lặng hồi lâu rồi lắc đầu, mỉm cười, tên nhóc này. Trên bầu trời của bất tử đế tộc, Diệp Huyên nhìn luồng kiếm khí mà mình để lại ở bên dưới, mỉm cười, nói tiểu tháp, người nói xem sau này có ai có thể phá được luồng kiếm khí đó của ta không? Tiểu tháp đáp, nhất định có. Diệp Huyên tò mò, sao lại nói vậy? Tiểu tháp đáp, tiểu chủ, có vẻ như bây giờ người cũng không lợi hại cho lắm, luồng kiếm khí của người đâu có sức uy hiếp mạnh đến vậy đâu. Diệp Huyên. Tiểu tháp lại nói, đương nhiên, nếu như có người phá được thì cũng có nghĩa là một truyền kỳ nữa lại được bắt đầu. Diệp Huyên cười ha ha, biến thành một luồng sáng kiếm rồi biến mất ở chân trời. Huyên giới. Mục tiêu lần này của Diệp Huyên là huyên giới, vì trước đây Đông Lý Tịnh cho hắn địa chỉ, vì vậy hắn đã dùng kiếm thanh huyên đi thẳng đến huyên giới. Hắn vừa đến huyên giới thì có một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Người đó là Tả Cảnh Tư, một trong bốn thần giả. Tả Cảnh Tư khẽ hành lễ với Diệp Huyên, thiếu chủ, chờ người đã lâu. Diệp Huyên mỉm cười, đáp, giới thiệu với ta đôi nét về huyên giới đi. Tả Cảnh Tư gật đầu, thiếu chủ đi theo ta. Ông ta vừa nói vừa dắt Diệp Huyên đi về phía xa. Trên đường đi, Tả Cảnh Tư nói, huyên giới là do chủ mẫu tạo ra trước đây, tổng cộng có bốn bộ phận, thứ nhất là tứ thần điện của chúng ta, bốn vị điện chủ gồm ta, điện chủ Hữu Pháp Thiên, điện chủ Huyền Vị Tấn, điện chủ Nam Vị Ương. Dưới bọn ta còn có tám các lớn có tám các chủ, bốn văn bốn võ, chia nhau ra xử lý việc nội bộ của huyên giới. Dưới tám các còn có 16 môn này chủ yếu phụ trách chấp hành những sách lược phương châm của tám các đưa ra. Diệp Huyên mỉm cười, nói ta có quyền gì? Tả Cảnh Tư lắc đầu, cười, thiếu chủ, cả huyên giới đều là của người. Diệp Huyên chớp mắt, nói ta nói gì cũng nghe đúng không? Tả Cảnh Tư gật đầu, đương nhiên rồi. Diệp Huyên như đã nghĩ ra điều gì đó, hắn đột nhiên hỏi, Dương Ngôn trước đó còn ở đây không? Hắn vẫn chưa quên Dương Ngôn và thiếu tư quân làm như vậy, nếu như nói không có ai đứng đằng sau chỉ thị thì đánh chết hắn cũng không tin. Tả Cảnh Tư nói, thiếu chủ yên tâm, mặc dù chủ mẫu không giết nàng ta nhưng nàng ta tuyệt đối không dám có ý đồ xấu với thiếu chủ đâu. Diệp Huyên mỉm cười, nói, nàng ta là con gái nuôi của mẹ ta sao? Tả Cảnh Tư gật đầu, sở dĩ nàng ta có ý xấu với thiếu chủ là vì muốn giành vị trí của người. Diệp Huyên mỉm cười, nói, không nhắc đến nàng ta nữa, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi. Tả Cảnh Tư mỉm cười, đáp thiếu chủ, nếu người có câu hỏi thì hãy chờ lát đã. Diệp Huyên thắc mắc, sao thế? Tả Cảnh Tư nói, chủ mẫu có đồ để lại cho người. Diệp Huyên ngây ra, sau đó nói, có đồ để lại cho ta sao? Tả Cảnh Tư gật đầu, đúng vậy, thiếu chủ đi theo ta. Ông ta nói xong thì quay đầu bỏ đi. Diệp Huyên vội đi theo, phải nói là hắn khá tò mò và mong đợi, mẹ sẽ để lại gì có mình nhỉ? Diệp Huyên đi theo Tả Cảnh Tư đến một cung điện nhỏ, đi một hồi thì đến trước một cánh cửa đá. Tả Cảnh Tư khẽ hành lễ, thiếu chủ, người tự vào đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn nói xong thì tiến về trước hai bước, cánh cửa đá đột ngột tự động mở ra. Sau khi Diệp Huyên vào trong, cánh cửa đá tự động đóng lại, Diệp Huyên ngây ra. Xuất hiện trước mặt hắn là ba thanh kiếm. Ba thanh kiếm rất đối bình thường, chỉ đơn giản là những thanh kiếm sắt. Nhưng, trong ba thanh kiếm đó đều có một luồng kiếm khí mà hắn rất quen thuộc. Đấy là kiếm khí của cha hắn. Hơn nữa, kiếm khí này không giống với những kiếm khí mà hắn có được trước đây. Ba luồng kiếm khí này đều là khí tức có kiếm linh. Trước đây tiểu yêu giáo chủ của yêu giáo hoàn toàn bó tay khi đối mặt với kiếm khí này. Ba luồng kiếm khí của cha. Diệp Huyên thấy ấm áp trong lòng, hắn biết nhất định đây là do mẹ đã nghĩ cách giành lấy cho hắn. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, cất ba thanh kiếm vào rồi nhìn về phía gần đó, lúc nhìn thấy thứ đó thì đã ngây người ngay lập tức. Trước mặt hắn không xa có một chiếc áo giáp được làm bằng vải, đen kịt một màu, toát lên vẻ buốt lạnh. Diệp Huyên nhìn thấy chiếc áo giáp thì lập tức phấn khích. Vải của nhị nha. Là vải của nhị nha.
Diệp Huyên chạy vội qua, nhẹ nhàng sờ lên áo giáp, nhưng khi vừa mới chạm vào, chiếc áo giáp đó đã biến thành một luồng sáng đen rồi chui vào trong cơ thể hắn. Ầm. Cơ thể Diệp Huyên run lên, sau đó trên người hắn xuất hiện một lớp áo giáp mỏng. Áo giáp khoác lên người hắn như hợp làm một với cơ thể, hoàn toàn không có chút cảm giác gì. Diệp Huyên từ từ nắm chặt tay phải, một luồng sức mạnh cực lớn bỗng chốc ngưng tụ từ cánh tay phải của hắn với tốc độ rất nhanh. Diệp Huyên nhìn tay phải của mình, vẻ mặt bỗng biến sắc. Hắn không ngờ bây giờ tay phải của hắn đã có được sức mạnh vô tận. Sức mạnh của nhị nha sao? Diệp Huyên hơi ngây ra. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chiếc áo giáp này được làm từ vảy của nhị nha. Diệp Huyên hạ giọng nói, mẫu thân lột vảy của nhị nha sao? Tiểu Tháp đáp, sao có thể? Chắc là vảy rơi ra khi nhị nha lột ra. Diệp Huyên chau mày, lột ra á? Tiểu Tháp đáp, đúng vậy, mỗi lần nhị nha tiến bộ thì đều lột ra và vảy một lần. Số vảy trên người này có lẽ là số vảy mà nhị nha không cần sau khi lột ra, chỉ không biết là vảy được thay từ lúc nào. Nếu như cách đây không lâu thì số vảy đó sẽ rất lợi hại, đương nhiên, dù là vảy trước đây thì cũng vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên suy nghĩ rồi dùng ý niệm, kiếm Thanh Huyên liền chém lên người hắn. Xoẹt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cơ thể hắn tóe lửa. Diệp Huyên nhìn xuống ngực mình. Chỗ đó của áo giáp xuất hiện một vết xước nhỏ nhưng lập tức trở lại bình thường ngay sau đó. Diệp Huyên khẽ nhếch mép. Lợi hại. Vẫn là nhị nha lợi hại nhất. Mặc dù một kiếm lúc nãy không dùng hết sức nhưng đó là kiếm Thanh Huyên mà. Đương nhiên cũng không phải là do kiếm Thanh Huyên tệ. Thật ra, bất kể là Tiểu Tháp hay chiếc áo giáp này, kiếm Thanh Huyên cũng đều có thể đánh tan. Chỉ có điều không dễ dàng mà thôi, nhất định phải dùng kiếm hết sức. Thật ra điểm đáng sợ nhất của chiếc giáp vảy này không nằm ở khả năng phòng ngự của nó mà là sức mạnh cực lớn nằm trong nó. Nhất định sức mạnh đó có liên quan đến nhị nha. Lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện, nhị nha cũng là một kho tàng. Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, trước mặt người vẫn còn một chiếc nhẫn chứa đồ kìa. Diệp Huyên nhìn về phía trước, ở vị trí của áo giáp lúc nãy còn có một chiếc nhẫn màu đen, hình dáng của chiếc nhẫn khá kỳ lạ, trông giống một con yêu thú. Nhe nanh múa vuốt như muốn chọn người để nuốt. Diệp Huyên chau mày, hắn cầm chiếc nhẫn lên, cẩn thận quan sát một lượt, rất nhanh sau đó hắn đã phát hiện bên trên chiếc nhẫn có hai chữ, Nhẫn Huyên. Nhẫn Huyên. Diệp Huyên quét thần thức và phát hiện nó là một chiếc nhẫn bình thường, không phải nhẫn chứa đồ. Diệp Huyên lại quan sát chiếc nhẫn một lần nữa, sau đó nói, Nhẫn Huyên. Tiểu Tháp, người nghĩ đây là nhẫn gì? Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi đáp, bên trong không có gì, đồng nghĩa với việc đây là chiếc nhẫn đại diện cho thân phận. Diệp Huyên chau mày, chiếc nhẫn để xác định thân phận, tượng trưng cho thân phận thiếu chủ của huyên giới sao? Nhưng không đúng, ta đã là thiếu chủ của huyên giới rồi, để lại chiếc nhẫn này chẳng phải là dư thừa sao? Tiểu Tháp đáp, chắc là tượng trưng cho thân phận khác. Diệp Huyên nghe xong thì cả hắn và Tiểu Tháp chợt ngây ra. Tượng trưng cho thân phận khác. Vẻ mặt Diệp Huyên hơi khác thường, lẽ nào ta còn có thân phận khác nữa sao? Tiểu Tháp hạ giọng nói, tiểu chủ, ta cảm thấy ngươi sắp đi càng lúc càng xa trên con đường của Kháo Sơn Vương rồi. Diệp Huyên, Tiểu Tháp nói tiếp, mặc dù sức mạnh của chủ mẫu không quá lợi hại nhưng bên cạnh bà có chủ nhân mà. Hơn nữa, chủ mẫu lại thông minh hơn người, bà ấy lợi dụng sơ là có thể tạo ra rất nhiều hàng tốt cực mạnh, trước đây dựa hơi cha và em gái, bây giờ người có thể dựa hơi mẹ rồi. Ta dám dùng tính mạng của chủ nhân để thề, nhất định chủ mẫu đã tạo ra thế lực còn mạnh hơn cả huyên giới. Diệp Huyên cười gượng, mẫu thân. Tiểu Tháp hạ giọng nói, tiểu chủ, người nghĩ sao? Diệp Huyên cất nhẫn huyên, mỉm cười, nói, đương nhiên ta sẽ không từ chối tâm ý của mẫu thân, có điều ta vẫn phải dựa vào bản thân mình. Đấy là lời thật lòng của hắn. Dựa vào cha, vào em gái. Vào mẹ cũng không bằng dựa vào chính mình. Bản thân lớn mạnh mới là con đường đúng đắn. Diệp Huyên điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn quanh bốn phía, chắc chắn không để sót thứ gì thì mới quay đầu bỏ đi. Sau khi ra ngoài, Diệp Huyên gặp Tả Cảnh Tư, Tả Cảnh Tư khẽ hành lễ, thiếu chủ. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta có bao nhiêu vũ trụ chi tâm?
Tạ Cảnh Tư mỉm cười, nói, thiếu chủ cần vũ trụ chi tâm này sao? Diệp Huyên gật đầu. Tạ Cảnh Tư suy nghĩ rồi nói, ta chưa từng quan tâm, có điều ta có thể đi điều tra ngay. Hắn ta nói xong thì biến mất. Diệp Huyên ra khỏi đại điện, liếc nhìn bầu trời phía xa, ở đó có rất nhiều mây trắng đang trôi. Huyên giới. Diệp Huyên mỉm cười, đấy là thế giới của riêng hắn. Diệp Huyên như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên vung tay phải lên, các yêu thú thần chiêu được hắn thả ra. Lúc này, thần chiêu đã đạt đến trụ tâm cảnh tầng thứ 5. Phải thừa nhận rằng tốc độ đó thật sự khá đáng sợ, đương nhiên cũng nhờ vào tinh mạch được hắn và tiểu tháp cho nữa. Hơn nữa, Diệp Huyên còn cho nàng ta nuốt một số vũ trụ chi tâm nữa. Thần chiêu liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, thiếu chủ, có dặn dò gì không? Diệp Huyên hơi ngây ra, sau đó nói, thiếu chủ. Thần chiêu chớp mắt, người chính là thiếu chủ của ta. Diệp Huyên. Tiểu tháp bỗng nói, được đấy, người phụ này này biết ăn nói thật, trở thành thiếu chủ luôn rồi. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, sao hắn có thể không hiểu ý của thần chiêu? Rõ ràng thần chiêu đang muốn theo hắn mãi. Thật ra chuyện này cũng bình thường, phải biết rằng, trước khi thần chiêu đi theo hắn, chỉ mới ở cảnh giới nào? Trụ tâm tầng 2, nhưng từ sau khi đi theo hắn thì đã lên thẳng trụ tâm cảnh tầng 5. Quan trọng nhất là con đường tương lai rất rộng mở. Bây giờ Diệp Huyên không chỉ có chỗ tu luyện nghịch thiên đáng sợ như tiểu tháp mà còn là thiếu chủ huyên giới, mẹ nó, vậy mà còn không theo hắn kiếm chén rau chén cháo sao? Thần chiêu nàng ta sống bao năm, cũng hiểu thông được một vài chuyện. Con người ấy à? Đương nhiên cố gắng là rất quan trọng nhưng vẫn phải nên kiếm chỗ dựa tốt, có chỗ dựa rồi thì đỡ phấn đấu được vài năm. Nhiều lúc thành tựu của một người có một phần là do sự nỗ lực của bản thân nhưng phần còn lại cũng được quyết định bởi việc bạn đi theo ai nữa. Diệp Huyên mỉm cười, nói chẳng phải ngươi nói ngươi tuyệt đối không nhận chủ nhân sao. Thần chiêu im lặng một lúc rồi nói, trừ khi bao ăn no. Diệp Huyên. Thần chiêu hành lễ với Diệp Huyên, ta nguyện dốc sức vì người. Diệp Huyên mỉm cười, đáp, để ta bảo Tả Cảnh Tư sắp xếp cho mấy người các ngươi. Thần chiêu gật đầu, đáp vâng. Nhưng vẻ mặt lại buồn bã. Thật ra điều nàng ta mong muốn nhất vẫn là đi theo Diệp Huyên, sống trong tiểu tháp của Diệp Huyên, uống máu của Diệp Huyên, nhưng nàng ta biết chuyện đó là không thể nữa rồi. Ghía chị, nàng ta đã không thể giúp đỡ Diệp Huyên nữa. Lúc này nàng ta bỗng nhớ đến câu nói tiểu tháp từng nói với nàng ta. Đúng là ứng nghiệm rồi. Không theo kịp Diệp Huyên thì cuối cùng sẽ bị đào thải. Sau khi sắp xếp cho đám yêu thú thần chiêu xong, Diệp Huyên đến Huyền Điện, là nơi là huyên giới chuyên dùng để hội họp. Hắn vừa mới tới Huyền Điện thì một cô gái xuất hiện trước mặt. Là Nam Vị Ương. Nam Vị Ương khẽ chào Diệp Huyên, thiếu chủ. Diệp Huyên khẽ đáp, có thể giới thiệu sơ cho ta về hệ thống cảnh giới ở đây không? Nam Vị Ương gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên mỉm cười đáp, sau trụ tâm cảnh tầng 6 là cảnh giới gì? Nam Vị Ương đáp, cảnh giới thánh tâm. Diệp Huyên chau mày, thánh tâm. Nam Vị Ương gật đầu, sau khi ngưng tụ vũ trụ chi tâm, đạt đến một trình độ nhất định thì vũ trụ chi tâm sẽ có thay đổi về chất, và cũng tức là cảnh giới thánh tâm. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nói thêm về cảnh giới thánh tâm này đi. Nam Vị Ương nói, cảnh giới thánh tâm còn gọi là chân thánh. Người đạt đến chân thánh đồng nghĩa với việc hắn ta đã luyện hóa hoàn toàn sức mạnh vũ trụ mà mình hấp thụ được, loại cao thủ này có sức mạnh vũ trụ thật sự. Nàng ta nói đến đây thì dừng lại một lúc rồi nói tiếp, cao thủ trụ tâm cảnh giống như một miếng sắt tốt chưa được rèn, chúng ta cần không ngừng dùng lửa lớn tôi luyện, loại bỏ tạp chất bên trong, rồi dùng búa đập, cứ thế lặp đi lặp lại, sau quá trình tôi luyện thì mới có thể trở thành thanh kiếm cái thế. Diệp Huyên hỏi, điểm khác biệt của cao thủ cảnh giới thánh tâm và trụ tâm cảnh là ở sức mạnh vũ trụ sao? Nam Vị Ương lắc đầu, không đơn giản chỉ có sức mạnh vũ trụ, còn có cả sức mạnh tinh thần. Người đạt đến cảnh giới thánh tâm không có ai là không có ý chí kiên cường, khi vũ trụ chi tâm của bọn họ thay đổi về chất thì thần hồn và sức mạnh tinh thần cũng thay đổi theo. Theo ta được biết, một số cao thủ cảnh giới thánh tâm sẽ ngưng tụ sức mạnh tinh thần và thần hồn để phá rào chắn vũ trụ cả nghìn tỷ thứ nguyên. Dung hợp sức mạnh tinh thần và thần hồn vào trong hư không hỗn độn của vô số thế giới bên ngoài,
phân tích bản nguyên hỗn độn, tôi luyện tinh thần của bản thân, sau đó lĩnh hội hỗn độn làm sao sinh ra được thế giới, từ đó tự bứt phá cảnh giới của mình. Diệp Huyên nhìn Nam Vị Ương, lúc nãy ngươi nói theo ngươi được biết, vậy ngươi không phải là cảnh giới thánh tâm sao? Nam Vị Ương mỉm cười, không phải. Diệp Huyên chau mày, sao có thể, thực lực của các ngươi vượt xa trụ tâm cảnh tầng 6 mà. Nam Vị Ương khẽ cười, không hề, nghiêm túc mà nói thì bốn thần giả bọn ta chỉ có thể tính là bán bộ chân thánh. Nàng ta nói đến đây thì dừng lại một lúc rồi mới tiếp, huyên giới, chỉ có chủ mẫu là cảnh giới thánh tâm chân chính, không, có lẽ chủ mẫu không chỉ là cảnh giới thánh tâm, ngoài ra còn có giáo chủ yêu giáo trước đây, đối phương cũng là cảnh giới thánh tâm. Cô bé yêu giáo. Diệp Huyên im lặng. Phải nói là tiểu yêu vẫn rất đáng sợ. Đáng tiếc là cô nhóc đó đã gặp phải kiếm khí của cha, sau đó lại gặp Thanh Nhi. Nếu như không có cha và Thanh Nhi thì dù là cao thủ của huyên giới cũng không phải là đối thủ của tiểu yêu, dù sao cô nhóc cũng từng được Nhị Nha và Tiểu Bạch giúp đỡ. Diệp Huyên như nghĩ ra điều gì đó, bỗng xòe bàn tay ra, chiếc nhẫn đó xuất hiện trong lòng bàn tay, Vị Ương, ngươi có từng nhìn thấy chiếc nhẫn này chưa? Nam Vị Ương liếc nhìn chiếc nhẫn trong tay Diệp Huyên rồi lắc đầu. Nói chưa từng thấy. Chưa từng thấy. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn trong tay, lắc đầu cười, rốt cuộc mẫu thân để lại chiếc nhẫn này cho mình là có ý gì? Lẽ nào còn có gia sản gì chờ mình kế thừa sao? Diệp Huyên nghĩ đến đây thì cảm giác bất lực bỗng trỗi dậy trong lòng. Ai có thể thấu hiểu được cảm giác khổ sở đó? Thánh tâm cảnh. Khoảng thời gian tiếp theo. Diệp Huyên bắt đầu luyện tập điên cuồng mỗi ngày. Tài nguyên vô hạn. Thời gian vô hạn. Hiện tại không có kẻ địch. Lúc này không tu luyện thì đợi đến khi nào? Mục tiêu của hắn chính là thánh tâm cảnh. Hắn đã cắn nuốt không ít vũ trụ chi tâm. Tuy rằng hiện tại chỉ tương đương tầng thứ 5, nhưng cũng có thể không ngừng rèn luyện vũ trụ chi tâm của mình. Phương pháp tu luyện thánh tâm cảnh thật ra rất đơn giản, chính là không ngừng rèn luyện vũ trụ chi tâm của bản thân. Để bản thân hấp thu hoàn toàn lực lượng của vũ trụ chi tâm, sau đó biến thành của mình sử dụng. Cảnh giới. Thật ra, con đường hắn đi là không tu luyện cảnh giới, nhưng hiện tại hắn phát hiện, hắn có thể học, có thể tham khảo đạo cảnh giới này. Giống như một đại sư võ giả, bình thường trước khi hắn khai sáng ra một trường phái mới, tất sẽ học những điểm hay của nhiều trường phái. Ai có thể từ không có gì mà khai sáng ra một trường phái mới? Rèn luyện vũ trụ chi tâm, quá trình của nó có thể nói là tương đối đau khổ, như những lời Nam Vị Ương nói, giống như rèn sắt, cần trăm nghìn lần tôi luyện. Nhưng, Diệp Huyên hắn không sợ chịu khổ. Năm đó tu luyện thân thể, có đau khổ nào chưa từng nếm qua? Trong tiểu tháp, tu luyện quên năm tháng. Nhoáng cái đã qua trăm năm, đương nhiên, đối với bên ngoài mà nói, chỉ mới 10 ngày. Trăm năm tu luyện. Làm cho Diệp Huyên trông hơi tang thương, hiện tại hắn không còn vẻ kiêu ngạo thích bộc lộ tài năng như trước, càng nhiều hơn là chững chạc, ẩn mình. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người đã đạt đến thánh tâm cảnh chưa? Diệp Huyên mỉm cười, tiểu tháp, ở trong lòng ngươi, ta rất kém cỏi sao? Tiểu tháp. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, ngay sau đó, hắn mở lòng bàn tay ra, sau đó nắm chặt. Một luồng năng lượng mạnh mẽ nhanh chóng ngưng tụ trong cơ thể hắn. Vũ trụ chi lực. Trăm năm khổ luyện đã làm cho hắn rèn luyện vũ trụ chi tâm của mình đến mức cao nhất, cũng chính là thánh tâm cảnh. Diệp Huyên vừa động tâm niệm, trong nháy mắt, thần thức của hắn đã xuyên qua vô số thế giới thời không, cuối cùng đến một vùng hỗn độn. Khi tiến vào vùng hỗn độn này, hắn kinh ngạc phát hiện, thần thức của hắn vậy mà có thể hấp thụ một loại lực lượng thần bí từ đây. Lực hỗn độn. Diệp Huyên nhíu mày. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ sâu trong vùng hỗn độn kia, to gan, tiểu thánh phương nào, dám trộm lấy lực hỗn độn của Huyền Kiếm Tiên Tông ta, có phải chán sống rồi không? Thanh âm vừa dứt, một đạo kiếm quang đột nhiên chém ra từ sâu trong vùng hỗn độn kia. Huyên giới, Diệp Huyên nhíu mày, vội vàng thu hồi thần thức của mình. Hiện tại hắn vừa mới đạt đến thánh tâm cảnh. Vận dụng thần thức vẫn chưa thuần thục, bởi vậy, hắn không lựa chọn đối đầu với đối phương. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cau mày,
vùng hỗn độn kia bị người khác chiếm rồi. Còn có, Huyền Kiếm Tiên Tông lại là cái quái gì? Diệp Huyên trầm lặng một lúc, sau đó rời khỏi tiểu tháp, hắn tìm thấy Nam Vị Ương, Vị Ương, nói một chút về vũ trụ các biết đi. Hắn thấy cần phải hiểu một chút về bối cảnh vũ trụ hiện tại. Nam Vị Ương trầm giọng nói, cách chỗ chúng ta 10 tỷ năm ánh sáng có một vũ trụ, tên là Quan vũ trụ này là vũ trụ có nền văn minh võ đạo tương đối cao mà chúng ta biết hiện nay, về phần thực lực của bên đó, chúng ta lại không hiểu nhiều lắm, bởi vì chúng ta không tiếp xúc nhiều với bọn họ. Quan vũ trụ. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy ngươi biết Huyền Kiếm Tiên Tông không? Nam Vị Ương nhíu mày, Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyên gật đầu. Nam Vị Ương lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Huyên trầm lặng, rất rõ ràng, đám người Nam Vị Ương sợ là vẫn chưa thể chạm đến thế giới hỗn độn kia. Lúc này, Tả Cảnh Tư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, hắn ta hơi hành lễ, thiếu chủ, Nam Sứ cô nương của Tiên Bảo Các đã đến. Nam Sứ. Diệp Huyên cười nói, mau mời vào. Tả Cảnh Tư lui xuống, chỉ chốc lát, Nam Sứ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Nam Vị Ương. Khi Nam Sứ nhìn Diệp Huyên, nàng ta hơi ngẩn người, sau đó nói, người hình như có hơi khác. Diệp Huyên cười nói, khác chỗ nào? Nam Sứ im lặng, sau đó nói, có phải ngươi đã nâng cao thực lực rồi không? Trong mắt Diệp Huyên thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, phải biết rằng, hắn đã ẩn giấu hơi thở của mình, mà hắn thật không ngờ, Nam Sứ này lại có thể cảm nhận ra. Lúc này, Nam Sứ đột nhiên nói chuyện chính, ta cần ngươi giúp đỡ. Diệp Huyên nhìn về phía Nam Sứ, sao thế? Nam Sứ trầm giọng nói, Tiên Bảo Các của ta gặp phải phiền phức. Diệp Huyên nhíu mày, phiền phức. Nam Sứ gật đầu, nàng ta hơi do dự, sau đó nói, có tiện cùng ta đi một chuyến đến Tổng Các Tiên Bảo Các không? Diệp Huyên gật đầu, được. Một bên, Nam Vị Ương nói, thiếu chủ, chúng ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, không cần. Nam Sứ đột nhiên nói, sao lại không cần? Nói xong, nàng ta trợn mắt với Diệp Huyên, đi, đều đi. Tất cả mọi người ở huyên giới đều đi, càng nhiều càng tốt. Diệp Huyên. Nam Vị Ương liếc nhìn Nam Sứ, sau đó nói, Nam Sứ cô nương, Tiên Bảo Các đã gặp phải chuyện gì? Nam Sứ cười nói, không phải chuyện gì lớn, chủ yếu là muốn mời các ngươi đi chơi, thật sự, không có ý gì khác. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta tin ngươi mới là lạ. Nói xong, hắn nói với giọng nghiêm túc, rốt cuộc gặp chuyện gì? Nam Sứ trầm lặng một lát, sau đó nói, lúc trước chúng ta đã nhận một thần vật kia cực kỳ quý báu, nhưng sau này, thần vật kia bị mất. Đối phương yêu cầu chúng ta đền. Diệp Huyên trầm giọng nói, các người không đền nổi. Nam Sứ gật đầu, không đền nổi, nhưng là đối phương không cần chúng ta đền, chỉ muốn chúng ta trả lại vật kia. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao lại mất? Nam Sứ cười nói, người nghĩ sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, đối phương là muốn động thủ với các ngươi. Nam Sứ gật đầu. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, thực lực của Tiên Bảo Các không yếu hơn so với yêu giáo, ai dám động thủ với các ngươi. Nam Sứ cười nói, việc này tương đối phức tạp, nghiêm khắc mà nói, là chuyện của riêng ta, muốn mời ngươi giúp đỡ. Diệp Huyên còn muốn nói cái gì, Nam Sứ nói trên đường đi, có được không? Diệp Huyên gật đầu, được, chúng ta đi thôi. Nam Sứ nhìn thoáng qua Nam Vị Ương ở bên cạnh, vậy huyên giới. Diệp Huyên cười nói, ta đi theo ngươi trước, nếu không thể giải quyết, chúng ta gọi người sau, được chưa? Nam Sứ lưỡng lự, sau đó nói, Diệp công tử, có thể sẽ phát sinh xung đột đấy, ngươi xác định. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Nam Sứ, ngươi không có lòng tin vào ta. Nam Sứ nhìn Diệp Huyên. Nhẹ giọng nói, ta là lo lắng cho sự an toàn của ngươi. Diệp Huyên. Lúc này, Nam Vị Ương ở bên cạnh đột nhiên nói, thiếu chủ, vì sự an toàn của người, chúng ta nhất định phải đi cùng người. Nói xong, nàng ta quay đầu, đồ trần. Vừa dứt lời, một người đàn ông xuất hiện ở phía sau Diệp Huyên, người tới chính là thống lĩnh của người giết thần, phía sau hắn ta còn có 15 người. Nam Vị Ương trầm giọng nói, từ hôm nay, các ngươi phải theo bảo vệ thiếu chủ, một tấc cũng không rời. Đồ Trần khẽ gật đầu.
Diệp Huyên trầm giọng nói, thật ra, ta không yếu. Nam Vị Ương nhìn về phía Diệp Huyên, ta biết, thiếu chủ thần công cái thế, độc nhất vô nhị, chúng ta đi theo thiếu chủ, không có ý gì, chỉ là đun trà rót nước cho thiếu chủ mà thôi, thiếu chủ không cần nghĩ nhiều. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen. Nam Sứ do dự một lát, sau đó nói, Diệp công tử. Chúng ta thật sự không có ý đồ gì, ngươi không cần nghĩ nhiều, thật sự, chúng ta chưa từng cảm thấy ngươi yếu, ngươi còn trẻ, vẫn còn rất nhiều không gian trưởng thành, cứ từ từ. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ. Cứ như vậy, Diệp Huyên được các cường giả huyên giới hộ tống đến Tiên Bảo Các. Tổng bộ của Tiên Bảo Các ngay tại Quan Vũ Trụ. Đương nhiên, cho dù ở Quan Vũ Trụ, thực lực của huyên giới vẫn là đỉnh cấp nhất, đây cũng là lý do vì sao Nam Sứ đến tìm hắn nhờ giúp đỡ. Lần này, Diệp Huyên dẫn theo 4 thần giả và 16 người giết thần, bọn họ đều là những cường giả cao cấp nhất của huyên giới, những người còn lại đều ở lại huyên giới. Dù sao, huyên giới cũng rất lớn, cần phải có người trấn thủ. Trên đường, Nam Sứ đi đến bên cạnh Diệp Huyên, sau đó nói, trước kia ngươi nói, khi gặp được muội muội ngươi, sẽ bảo nàng làm giúp ta một thanh kiếm, sao ngươi không nói với nàng? Khuôn mặt Diệp Huyên cứng đờ. Hắn thế mà lại quên mất chuyện này. Nam Sứ nhìn Diệp Huyên, chớp chớp mắt, hay là quên rồi? Diệp Huyên cười gượng gạo, sau đó nói, việc này. Nam Sứ đột nhiên nói, lát nữa ngươi giúp ta diễn kịch, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Diệp Huyên hỏi, diễn cái gì? Nam Sứ cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Huyên không nói gì, cô gái này, còn nhử hắn. Không bao lâu, đoàn người của Diệp Huyên đã tới Quan Vũ Trụ. Vừa đến Quan Vũ Trụ, Diệp Huyên đã thấy vô số tàu vũ trụ trong ngân hà, những chiếc tàu kia vô cùng to lớn, có vài chiếc thậm chí đều dài mấy vạn trượng. Nam Sứ cười nói, đây đều là tàu của Tiên Bảo Các ta, chuyên phụ trách vận chuyển. Diệp Huyên nhìn về phía Nam Sứ, vận chuyển. Nam Sứ khẽ gật đầu, chúng ta bán đồ vật, thu đồ vật, cũng vận chuyển đồ vật, chỉ cần ngươi cần, chúng ta có thể giúp ngươi vận chuyển bất kỳ đồ vật nào, chư thiên vạn giới đều có thể chuyển giao, không chỉ an toàn, còn đáng tin cậy, thậm chí, chúng ta còn có thể trả tiền khi giao hàng. Nói đến đây. Nàng ta liếc nhìn những chiếc tàu kia, đây là do các chủ lập ra, các chủ nói, cái này gọi là, vận chuyển thuận phong, chỉ riêng hạng mục này, đã mang lại cho chúng ta thu nhập mấy tỷ tinh mạch mỗi năm. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ. Mấy tỷ tinh mạch? Là mấy tỷ tinh mạch? Tinh mạch đều không đáng tiền như vậy rồi sao? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đừng kinh ngạc nữa. Người có tiền, vượt xa sự tưởng tượng của người. Tiền ăn một bữa của một vài người có tiền, một người bình thường có lẽ cả đời cũng không kiếm nổi. Diệp Huyên trầm lặng, không thể không nói, tiểu tháp nói cũng có đạo lý. Có một vài nơi, nếu ngươi chưa từng tiếp xúc thì mãi mãi sẽ không biết nơi đó khủng bố như thế nào. Nam Sứ dẫn mọi người đi tiếp, đúng lúc này, đám người Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn và nhóm cường giả huyên giới nhìn về phía xa xa, ở nơi đó, có một ông lão đang tu luyện. Ở trước mặt ông ta có một quầng sáng rất lớn, ông ta vừa tu luyện vừa giảng giải, phải tu luyện như thế nào vân vân, vô cùng chi tiết. Diệp Huyên nhìn về phía Nam Sứ cười nói, ông ta đang chiếu trực tiếp tại hiện trường, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nên coi thường ông ta, một cường giả bán bộ thánh tâm cảnh như ông ta làm chiếu trực tiếp hiện trường như này, thu nhập mỗi tháng ít nhất mấy trăm tinh mạch. Đương nhiên, một nửa thu nhập của ông ta phải trả cho chúng ta. Ngươi thấy quầng sáng của ông ta không, quầng sáng kia cũng không phải là quầng sáng bình thường, quầng sáng nhỏ kia liên kết với ít nhất hơn 10 vạn vũ trụ, nói cách khác, rất nhiều tu sĩ của hơn 10 vạn vũ trụ có thể xem ông ta trực tiếp hiện trường tu luyện. Lúc này, xa xa ông lão kia dường như gặp phải cái gì, đột nhiên có chút kích động, ông ta lập tức đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó hành lễ thật sâu, lão hủ cảm tạ phần thưởng 100 tinh mạch của Trương huynh hào phóng. Mọi người, nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt của đám người Diệp Huyên vô cùng cổ quái. Còn có thể như vậy. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Nam Sứ cô nương, đây. Nam Sứ cười nói, cảm thấy rất khó hiểu. Diệp Huyên gật đầu, có chút. Nam Sứ mỉm cười, thật ra, khi mới đưa ra phương thức kiếm tiền này, chúng ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
cũng không thể hiểu nổi, nhưng về sau chúng ta phát hiện, những người sẵn lòng thử, hiện tại đều giàu có, phát tài. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu cười, thật không hiểu các chủ lấy đâu ra nhiều suy nghĩ kỳ diệu như vậy. Diệp Huyên cười nói, nam sứ cô nương, các chủ của các ngươi là nữ à? Nam sứ nhìn Diệp Huyên, có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Diệp Huyên trầm lặng một hồi, nói, đoán. Nam sứ cười nói, vậy ngươi đoán cũng thật chuẩn, các chủ quả thật là nữ, hơn nữa, vẫn là một vị kỳ nữ. Nói xong, nàng ta dẫn theo đám người Diệp Huyên tiếp tục đi. Dọc theo đường đi, Diệp Huyên không ngừng đánh giá bốn phía, không thể không nói, quan vũ trụ này có hơi khác với những vũ trụ khác, có rất nhiều thứ cổ quái, hiếm lạ. Điều này làm cho hắn nhớ tới một người. Đệ cửu. Cô gái đến từ hệ ngân hà kia. Lúc trước đệ cửu cũng mang tới rất nhiều thứ cổ quái hiếm lạ. Chẳng lẽ các chủ này và đệ cửu giống nhau, đều đến từ hệ ngân hà? Đối với vị các chủ tiên bảo các này, Diệp Huyên có chút tò mò. Không bao lâu, nam sứ đã dẫn đám người Diệp Huyên đến tiên bảo giới, đây là một nơi tương đối nòng cốt của tiên bảo các, so sánh trung tâm đích địa phương, chỉ có một vài nhân vật thực quyền của tiên bảo các mới có thể đến đây. Tiên bảo giới không lớn, nhưng vô cùng đẹp. Trong tiên bảo giới có 7 đảo nhỏ nằm ở vị trí trung tâm của tiên bảo các, mà xung quanh 7 đảo nhỏ này là nước biển vô biên vô hạn. 7 đảo nhỏ phân biệt là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Trên đảo không có kiến trúc xa hoa, trên mỗi một đảo đều chỉ có vài nhà cỏ vô cùng đơn giản tới cực hạn. Tuy rằng đơn giản, nhưng rất lịch sự tao nhã. Nam sứ dẫn Diệp Huyên đến đảo Giao Quang, bởi vì nàng ta chính là đảo chủ của đảo Giao Quang. Nam sứ dẫn Diệp Huyên vào một căn nhà tranh, nàng ta và Diệp Huyên ngồi đối diện nhau. Mà đám nam vị ương thì ở bên ngoài chờ đợi. Nam sứ trầm giọng nói, việc này, có hơi phiền phức. Diệp Huyên cười nói, ngươi và ta là quan hệ gì chứ? Nếu có chuyện, cứ nói thẳng. Ngày đó nếu không phải nam sứ giúp đỡ hắn, sợ là Diệp Huyên hắn đã chết rồi. Làm người, tất nhiên là phải biết cảm ơn. Nam sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, trước tiên ta nói với ngươi một chút về tiên bảo các, trong tiên bảo các có 7 đảo. 7 đảo đại diện cho 7 đảo chủ, mà mọi chuyện lớn nhỏ trong tiên bảo các cơ bản đều là 7 đảo chủ quyết định. Diệp Huyên nhíu mày, các ngươi không phải có các chủ sao? Nam sứ cười khổ, các chủ cơ bản không quản lý sự vụ, phải nói, nàng ta không quản việc nhỏ. Diệp Huyên cười nói, nàng ta không sợ tiên bảo các thoát ly khỏi sự kiểm soát của nàng ta hay sao? Nam sứ nhìn Diệp Huyên, không ai dám làm như thế, trong tiên bảo các. Nàng ta tồn tại giống như một vị thần. Diệp Huyên cầm linh trà trước mặt lên uống một ngụm, sau đó nói, nam sứ, ngươi vẫn là nói về phiền phức mà ngươi gặp phải trước đi. Nam sứ hơi do dự, sau đó nói, lúc trước không phải ta đã dẫn rất nhiều người đi chi viện cho ngươi sao? Sau đó hy sinh rất nhiều người. Diệp Huyên nhíu mày, người trong tiên bảo các trách ngươi. Nam sứ khẽ gật đầu, số cường giả hy sinh có hơi nhiều, hơn nữa. Ta bị tình nghi là cuốn vào ân oán thế tục. Hiện tại trong các, vài vị đảo chủ không vừa ý ta đang buộc tội ta, nếu chỉ là buộc tội, ta ngược lại cũng không sợ, dù sao, đây là chuyện tình nội bộ, ta cũng có mấy đồng đội. Nhưng vấn đề là, bọn họ liên kết với người ngoài nhằm vào ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, liên kết người ngoài. Nam sứ gật đầu, không lâu trước đây, người của ta đã nhận một thần vật, người của ta đã bị gài bẫy. Sau khi hắn ta nhận thần vật đã biến mất một cách thần bí, mà hiện tại, đối phương yêu cầu ta trả lại thần vật đó. Diệp Huyên nhìn nam sứ, không đền nổi. Nam sứ lắc đầu cười, nếu như có thể đền, ta đương nhiên đền được, nhưng vấn đề là, thần vật kia không phải đồ có thể đo lường bằng tiền. Diệp Huyên có chút tò mò, là thần vật gì? Nam sứ trầm giọng nói, một thần khí cổ của quan vũ trụ, tên kính quan thần. Từ xưa đến nay, quan vũ trụ có 3 thần khí cổ siêu cấp, kính quan thần chính là một trong số đó, vật này đã không phải thứ có thể đo bằng tiền. Nói đến đây, nàng ta khẽ lắc đầu, khi người ta nhận vật này, hắn ta không biết đó là kính quan thần, bởi vậy, đã nhận vật này với một cái giá tương đối thấp, nhưng mà hiện tại, đối phương không cần bồi thường, chỉ cần chúng ta trả lại vật ấy.
Nói xong, sắc mặt nàng ta dần trở nên nghiêm túc, ta đã điều tra, phát hiện đối phương là người của tiên đạo quan. Diệp Huyên hỏi, tiên đạo quan này là? Nam sứ giải thích nói, biết vì sao vũ trụ này lại tên là quan vũ trụ không? Diệp Huyên trầm giọng nói, bởi vì tiên đạo quan này. Nam sứ gật đầu, tiên đạo quan từng là bá chủ siêu cấp của quan vũ trụ này, sau này tuy thế lực yếu đi chút, nhưng vẫn không thể khinh thường. Diệp Huyên hỏi, tiên đạo quan so với tiên bảo các người thì thế nào? Nam sứ cười nói, nếu ngươi nói về lực ảnh hưởng, bọn họ chắc chắn không bằng chúng ta, nếu nói thực lực, chúng ta cũng không yếu hơn bọn họ, nếu không, chúng ta căn bản không thể đứng ở nơi này. Thật ra, lúc trước khi các chủ đến thế giới này, nàng ta muốn lập ra tiên bảo các ở đây. Nhưng muốn lập tiên bảo các ở đây phải có được sự đồng ý của tiên đạo quan. Về sau các chủ đến tiên đạo quan một chuyến, không biết bọn họ nói chuyện gì, dù sao sau khi các chủ đi ra, tiên bảo các lập tức được thành lập, không chỉ có như thế, quan chủ của tiên đạo quan còn đích thân đến tặng quà. Diệp Huyên trầm giọng nói cách khác, hiện tại trong tiên bảo các có người liên kết với tiên đạo quan hại ngươi. Chấm. Nam sứ gật đầu, đúng vậy. Sau khi ta biết đối phương là tiên đạo quan, ta liền cảm thấy không đúng, bởi vậy, lập tức đi tìm ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi muốn ta làm gì? Diệt tiên đạo quan. Nam sứ nhìn Diệp Huyên, ngươi nói những lời này, là nghiêm túc đấy à? Diệp Huyên cười nói, ta giống đang nói đùa hay sao? Nam sứ chần chừ, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi và ta cũng coi như là bạn bè, ta nói vài lời thật lòng, nhưng ngươi có thể sẽ không thích nghe những lời này. Diệp Huyên cười nói, ngươi nói đi. Nam sứ trầm giọng nói, ta biết, lai lịch của ngươi không đơn giản, nhưng ngươi phải hiểu một đạo lý, đó là núi còn có núi cao hơn, người có người giỏi hơn. Giống như yêu giáo, trước khi gặp phải ngươi, bọn họ cũng nghĩ mình là vô địch thiên hạ, nhưng kết quả thì sao? Chọc phải người không nên chọc, sau đó bị diệt trong một chiều. Nói đến đây, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, không giận đấy chứ. Diệp Huyên cười nói, không giận, ngươi nói rất đúng. Nam sứ khẽ gật đầu, lần này ta tìm ngươi, cũng không phải là muốn nhờ ngươi giúp ta đánh nhau, ta là muốn ngươi trợ uy cho ta một chút, dù sao, ngươi là người ta chọn, cũng là khách quý siêu cấp trong tiên bảo các ta, hơn nữa, phía sau ngươi còn có huyên giới, một thế lực siêu cấp. Ngươi đứng về phe ta, bất kể là nội bộ tiên bảo các, hay là tiên đạo quan, đều sẽ kiêng nể. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta vị khách quý siêu cấp này, chỉ nhận được sự công nhận từ đảo của ngươi, hay là nói. Nam sứ cười nói, điều này ngươi yên tâm, ngươi là khách quý, là được công nhận bởi toàn bộ tiên bảo các ta. Bọn họ có lẽ sẽ nhằm vào ta, nhưng tuyệt đối không dám nhằm vào ngươi, ít nhất không dám biểu hiện ra mặt ngoài. Bởi vì lúc trước lệnh huyền thiên kia là các chủ tự mình chế tác, nó có linh, nếu cảm thấy không hợp, nó sẽ cự tuyệt ngươi. Mà nó không cự tuyệt ngươi, vậy ý nghĩa là gì? Nghĩa là thân phận của ngươi nhận được sự công nhận của các chủ. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Thật ra, giờ đây hắn đã hiểu được vì sao lúc trước nam sứ lại sống chết bảo vệ hắn như vậy. Có lẽ cũng không phải do Kiếm Thanh Huyên, mà là nàng ta tin tưởng vị các chủ của tiên bảo các này. Đương nhiên, bất kể là nguyên nhân gì, ân tình này, Diệp Huyên hắn đều sẽ ghi nhớ cả đời. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện bên ngoài phòng, cô gái hơi hành lễ, đảo chủ, Thiên Tuyền đảo chủ và quan chủ tiên đạo quan đến đây. Nghe vậy, nam sứ nheo mắt, bọn họ không muốn đợi nữa rồi. Nói xong, nàng ta nhìn ra bên ngoài phòng, cho mời. Diệp Huyên nhìn về phía nam sứ, đảo chủ Thiên Tuyền này chính là kẻ đối đầu với ngươi. Nam sứ cười nói, có thể nói như vậy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Nam sứ nhìn Diệp Huyên, nhất định không được động thủ, bằng không, chuyện sẽ rất phiền phức. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta thích lấy đức thu phục người. Nam sứ. Lúc này, một ông lão và một thiếu niên đi vào phòng. Người đến chính là Thiên Tuyền đảo chủ và thiếu quan chủ của tiên đạo quan, Tiên Vân. Sau khi bước vào, ánh mắt của Thiên Tuyền đảo chủ dừng trên người Diệp Huyên. Ôn ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó cười nói, vị này chính là Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Thiên Tuyền ôm quyền, tươi cười sán lạn, vô cùng nhiệt tình, Diệp công tử, ngưỡng mộ đã lâu.
Diệp Huyên cười nói, Thiên Tuyền đảo chủ, khách khí rồi. Thiên Tuyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiên Vân ở một bên đột nhiên cười nói, Thiên Tuyền đảo chủ, chúng ta vẫn là làm chính sự trước đi. Thiên Tuyền khẽ gật đầu, ông ta nhìn về phía Nam Sứ, thời hạn 3 ngày đã đến, ngươi đã tìm thấy kính quan thần chưa? Nam Sứ suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Tiên Vân, cười nói, thiếu quan chủ, theo ta được biết, ta và ngươi hình như không thù không oán, vì sao ngươi phải làm khó ta như vậy? Tiên Vân chớp chớp mắt, Nam Sứ, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nam Sứ cười nói, đều là người thông minh, đi thẳng vào vấn đề đi. Tiên Vân cười nói, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì, Nam Sứ đảo chủ, ngươi hẳn là biết giá trị của kính quan thần kia, ta vốn là đặt ở chỗ các ngươi, chuẩn bị mượn tay các ngươi để bán đấu giá, mà hiện tại, nó lại không cánh mà bay. Nói một câu nói đùa, Nam Sứ đảo chủ, chẳng lẽ là người đã biển thủ rồi? Nam Sứ nhìn chằm chằm Tiên Vân, không nói lời nào. Lúc này, Tiên Vân vừa cười nói, đương nhiên, Nam Sứ cô nương khẳng định sẽ không biển thủ, nếu không đã không biển thủ vậy trả lại ta đi. Nam Sứ trầm lặng. Tiên Vân đột nhiên nghiêm mặt nói, Nam Sứ, ngươi hẳn là biết tâm ý của ta đối với ngươi, nếu ngươi bằng lòng đáp ứng ta, vậy kính quan thần kia ta tặng cho ngươi thế nào? Nghe vậy, Nam Sứ nhíu mày thật sâu. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, huynh đệ, ngươi theo đuổi con gái như vậy sao? Tiên Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, có người nhà không? Diệp Huyên gật đầu, có. Tiên Vân cười nói, ai tốt với ngươi nhất? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó cười nói, muội muội của ta. Tiên Vân nhìn thấy Diệp Huyên, cười nói, vậy bây giờ ngươi thông báo cho nàng, bảo nàng đến nhặt xác ngươi. Chấm chấm chấm. Kiêu ngạo. Còn không phải kiêu ngạo bình thường. Nhưng Diệp Huyên lại chẳng hề tức giận, hắn nhìn Tiên Vân, chân thành nói, ta nhát gan, ngươi đừng làm ta sợ. Tiên Vân mỉm cười, vẫn giữ phong độ nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh, nhấc chân bắt chéo rồi không nhanh không chậm cầm lấy ly trà trên bàn cười nói, giết. Giết. Hắn ta vừa nói xong, Nam Sứ chợt biến sắc. Định đứng dậy nhưng Diệp Huyên bên cạnh lại nắm chặt lấy tay mình. Nam Sứ nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, yên tâm. Nam Sứ liếc Diệp Huyên không nói gì. Lúc này, Tiên Vân lại khẽ cau mày, còn không ra tay. Cũng không biết câu này là nói với ai. Nhưng vẫn chẳng có phản ứng gì. Tiên Vân thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo định nổi giận. Đúng lúc này, Đồ Trần bỗng chậm rãi bước vào điện. Hai tay hắn ta còn cầm theo hai cái đầu máu chảy đầm đìa. Tiên Vân thấy hai cái đầu ấy thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Đó chính là người của hắn ta. Đồ Trần ném hai cái đầu đẫm máu đến trước mặt Tiên Vân rồi nhìn chằm chằm vào hắn ta, chỉ cần Diệp Huyên ra lệnh một tiếng thôi thì mình sẽ ra tay ngay. Tiên Vân bỗng quay đầu híp mắt nhìn Diệp Huyên, bấy giờ, Thiên Tuyền bên cạnh liếc hắn ta một cái, trong mắt mơ hồ có nét cảnh cáo. Sắc mặt Tiên Vân thoáng chốc trở nên bình thường, cười nói, Diệp huynh, đây chỉ là một hiểu lầm. Lập tức chịu thua. Thiên Tuyền đảo chủ bên cạnh cũng vội cười nói, hiểu lầm. Diệp công tử, đây là một cái hiểu lầm. Diệp Huyên chớp chớp mắt, hiểu lầm. Hắn hỏi xong bèn liếc Tiên Vân cười, ban nãy, vị Tiên Vân công tử này định giết ta đó. Tiên Vân nhìn Diệp Huyên, im lặng. Thiên Tuyền vội vàng nói, Diệp công tử. Đây thật sự chỉ là hiểu lầm. Lần này, Tiên Vân công tử tới không phải là nhằm vào Diệp công tử. Diệp Huyên chợt ngắt lời, nhằm vào Nam Sứ chính là nhằm vào ta. Thiên Tuyền nghe vậy gương mặt cứng đờ rồi lạnh đi. Nam Sứ ngó Diệp Huyên, trong lòng hơi ấm. Tiên Vân nhìn Diệp Huyên cười, nói vậy, Diệp công tử định trả kính quan thần thay cho Nam Sứ rồi. Diệp Huyên bỗng nhìn Tiên Vân hỏi, biết sao ngươi ra vẻ trước mặt ta rồi mà vẫn có thể còn sống đến giờ không? Tiên Vân híp mắt lại nói, sao? Diệp Huynh muốn giết ta hả? Ha ha! Nam Sứ bên cạnh nhìn Diệp Huyên lắc đầu. Nàng ta cũng muốn giết Tiên Vân nhưng không thể, vì người đối lý là mình. Hơn nữa, giết Tiên Vân thiếu quan chủ ở đây thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mấy vị đảo chủ còn lại cũng sẽ không đứng về phía nàng ta. Diệp Huyên quay đầu nhìn Nam Sứ, cô tin ta không?
Nam sứ chần chờ rồi nói, ta lo cho ngươi. Diệp Huyên cạn lời. Người phụ nữ này trả lời chung chung thấy ớn. Diệp Huyên vỗ nhẹ lên tay nam sứ rồi nói, cứ giao cho ta. Cô đừng quan tâm gì hết, trời sập có ta chống. Nam sứ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người không chống được thì sao? Diệp Huyên đen mặt, ta nghĩ cô sẽ cảm động chứ. Nam sứ liếc Diệp Huyên, ta và ngươi là bạn, người giúp bạn không tiếc cả mạng sống là điều hiển nhiên, cảm động cái gì? Nếu ta cảm động thì chẳng phải là đang sỉ nhục tình bạn thuần khiết của chúng ta sao? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại. Lúc này, Tiên Vân bỗng lạnh lùng hỏi, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình xong chưa? Nam sứ quay đầu nhìn Tiên Vân thiếu chủ, không phải là ta không biết tình cảm của ngươi, mà là nam sứ ta chỉ một lòng hướng đạo, không muốn yêu đương. Ta biết kính quan thần kia vẫn còn ở trong tay ngươi, chuyện này đến đây là thôi, ngươi thấy thế nào? Tiên Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam sứ nói, ta thua hắn điểm nào chứ? Nếu xét về địa vị, ta là thiếu quan chủ của tiên đạo quan, thân phận hiển hách, tương lai có triển vọng rộng mở. Nếu xét về thực lực, ta cũng đứng thứ 5 trên bảng quan thần, còn hắn thì sao? E rằng ngay cả bảng quan thần cũng không vào được, còn về vẻ ngoài. Tiên Vân nói xong liếc Diệp Huyên, mẹ nó, hắn ta đột nhiên phát hiện tên kia lớn lên cũng khá phong nhã, so vẻ ngoài thì hình như mình còn không bằng. Diệp Huyên cười hỏi, về vẻ ngoài thì sao? Tiên Vân châm chọc nói, vẻ ngoài thì có tác dụng gì? Trên đời này hơn thua nhau là ở thực lực và gia thế. Ta đây hỏi ngươi, sau lưng ngươi có gia thế hiển hách không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ đáp, thiếu quan chủ, ngươi muốn nói như vậy thì ta cảm thấy không có ý nghĩa gì hết. Tiên Vân cười khẩy, không có ý nghĩa, ngươi có biết? Thiên Tuyền bên cạnh không nhìn được nhắc nhở, Tiên Vân thiếu chủ, Diệp công tử kia là thiếu chủ huyên giới, thân thế. Cũng coi như là hiển hách. Tiên Vân nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Huyên giới. Hắn ta cũng có nghe nhưng không rõ lắm. Dù sao, nơi đó cách đây cũng khá xa. Bấy giờ, nam sứ bỗng hỏi, Tiên Vân thiếu chủ, ý của ta vẫn như cũ, chuyện này có thể bỏ qua không? Tiên Vân nhìn chằm chằm vào nam sứ nói, muốn bỏ qua cũng được thôi, cô đưa kính quan thần cho ta. Nam sứ ngẫm nghĩ rồi nói, chẳng phải ban nãy ngươi hỏi ta mình thua Diệp công tử chỗ nào đúng không? Vậy giờ ta trả lời ngươi luôn, hắn, rất lớn, còn cực kỳ cứng. Câu này vừa được nói ra, mấy người trong điện lập tức ngây người. Dù là Đồ Trần vẫn im lặng ít nói cũng không nhìn được liếc nam sứ, rồi ngó Diệp Huyên. Đầu óc Diệp Huyên cũng ông ông, mẹ nó, sao bỗng dưng lại nhắc đến chủ đề người lớn vậy? Vẻ mặt Tiên Vân lập tức trở nên dữ tợn, nữ nhân, ta sẽ khiến cô sống không bằng chết. Hắn ta nói xong bèn xông thẳng về phía nam sứ. Giờ phút này, Tiên Vân đã bị tức mụ mị đầu óc. Thiên Tuyền thấy Tiên Vân bỗng dưng ra tay lập tức biến sắc, phải biết rằng nơi đây chính là Tiên Bảo Các, hắn ta ra tay với Diệp Huyên có lẽ còn không sao. Tuy Diệp Huyên là khách quý, nhưng dù sao cũng không phải người của Tiên Bảo Các. Nếu giết Diệp Huyên, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ là có thể khiến tiên đạo quan và huyên giới liều mạng với nhau. Nhưng nam sứ lại khác. Nàng ta là người của Tiên Bảo Các. Một khi chủ động ra tay với nàng ta, vậy chẳng khác gì là đang coi thường Tiên Bảo Các. Tuy trong Tiên Bảo Các có đấu tranh nội bộ, nhưng một khi Tiên Vân ra tay với nam sứ ở đây thì dù ông ta có muốn hay không thì cũng phải đứng về phía nam sứ. Thiên Tuyền nghĩ vậy bỗng giật mình tỉnh táo lại. Mẹ nó. Người phụ nữ kia đang cố ý chọc giận Tiên Vân. Thiên Tuyền muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi, Đồ Trần bên cạnh bỗng biến mất tại chỗ. Phụt. Tiên Vân khựng lại, cổ hắn ta chợt phun máu. Ngay sau đó, đầu của Tiên Vân trực tiếp rớt xuống, máu tươi bắn lên cao. Chết. Thiên Tuyền trực tiếp hóa đá. Chuyện lớn rồi. Lúc này, nam sứ đi đến trước mặt Tiên Vân rồi mở tay ra. Nhẫn chứa đồ của Tiên Vân bèn rơi vào tay nàng ta. Nam sứ liếc nó một cái, sau đó một cái gương cổ kính bèn xuất hiện trước mặt nàng ta. Nam sứ ngó Thiên Tuyền, chớp chớp mắt nói, Thiên Tuyền đảo chủ, ông xem, kính quan thần ở trong tay hắn ta nè. Sắc mặt Thiên Tuyền hơi khó coi. Nam sứ nghiêm túc hỏi, Thiên Tuyền đảo chủ, ta nghĩ chắc ông cũng không biết chuyện này, ông nhất định là bị hắn ta lừa.
Đúng không? Thiên Tuyền im lặng một lát rồi đáp, đương nhiên. Nam sứ lại hỏi, Thiên Tuyền đảo chủ, ban nãy ông đã tận mắt nhìn thấy. Tiên Vân ra tay với ta ở đây, đúng không? Thiên Tuyền nhìn Nam sứ nói, đúng vậy. Nam sứ khẽ cười, tươi cười sán lạn. Thiên Tuyền im lặng rồi bỗng cười, Nam sứ đảo chủ, kế hay đấy, lần này là lão phu thua. Có điều. Ông ta nói xong liếc Diệp Huyên. Lão Phu có thể nhận ra Diệp công tử cũng thật lòng với cô, mà cô lại làm vậy. Ha ha, điều này không liên quan đến ta, tạm biệt. Ông ta nói xong bèn xoay người rời đi. Mà nụ cười trên mặt nam sứ cũng dần dần biến mất. Diệp Huyên nhìn xác của Tiên Vân lắc đầu cười có chút tự giễu. Thực ra, đây là một cái cục. Một cái cục do nam sứ sắp đặt. Và Diệp Huyên cũng là một con cờ trong đó. Nam sứ đã biết Tiên Vân sẽ không bỏ qua cho mình nên cố ý bày ra một cái cục như vậy. Mà câu nói ban nãy của nàng ta đương nhiên là cố tình chọc giận một người không có đầu óc như Tiên Vân. Hắn ta mà ra tay thì nàng ta biết người của hắn chắc chắn cũng sẽ ra tay. Tiên Vân do ai giết? Diệp Huyên hắn giết. Tóm lại là mọi rắc rối của nàng ta đều được giải quyết. Chẳng những vậy, còn lấy được kính quan thần. Nhưng quan trọng nhất là... Nam sứ không bị dính một xíu rắc rối nào hết. Bởi vì người là do Diệp Huyên hắn giết. Hơn nữa, dù tiên đạo quan đến tìm nàng ta gây sự thì cũng không sợ. Bởi vì giờ mấy đạo chủ của tiên bảo các chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Đơn giản là lần này, nam sứ chẳng những giải quyết được rắc rối của bản thân, còn có lời. Giờ đây, nam sứ xoay người lại nhìn Diệp Huyên, khẽ hỏi, tức giận. Diệp Huyên nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của nam sứ bỗng hơi hoảng hốt. Nam sứ khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói, xin lỗi. Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, người phụ nữ này không đơn giản, người vẫn nên đừng chơi với nàng ta nữa. Diệp Huyên nhìn nam sứ trước mặt cười, nói xin lỗi gì chứ? Lúc trước cô giúp ta nhiều vậy, đừng nói lợi dụng, dù bán ta thì ta cũng sẽ trả ơn lại cho cô. Nam sứ nghe vậy tay phải khẽ run. Trả ơn. Ban đầu Diệp Huyên đến đây cũng không phải vì trả ơn, mà thật sự coi nàng ta là bạn. Song giờ phút này, hắn lại nói là đang trả ơn. Giọng nói của Diệp Huyên vẫn dịu dàng, tươi cười vẫn sán lạn, nhưng nàng ta biết cả hai đã xa lạ. Giờ đây, nam sứ bỗng hơi hối hận. Diệp Huyên chợt cười nói, kế tiếp, có lẽ ta sẽ gặp chút rắc rối nên không ở đây nữa. Nam sứ đảo chủ, hẹn gặp lại. Hắn nói xong bèn dẫn theo đồ trần đi ra ngoài. Nam sứ bỗng hỏi, ngươi tức giận hả? Diệp Huyên cũng không quay đầu lại đi ra khỏi đây. Sau khi ra ngoài, Diệp Huyên bèn dẫn mọi người rời khỏi tiên bảo giới. Ở một chỗ nào đó nơi chân trời, Diệp Huyên ngừng lại rồi ngẩng đầu nhìn đằng xa khẽ nói, ta đã coi nàng ta là bạn. Lúc đến, ta đã nghĩ dù là địch với toàn bộ vũ trụ cũng phải bảo vệ nàng ta. Hắn nói xong thì lắc đầu cười, tiểu tháp, ta bỗng phát hiện một chuyện, trên con đường này, ta cũng quen biết rất nhiều cô gái, nhưng nếu không phải vì cha và Thanh Nhi sau lưng ta thì ngươi cảm thấy họ sẽ quan tâm đến ta sao? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, tiểu chủ, vấn đề này của người giống như một cậu ấm trong thế tục hỏi một cô gái, cô theo ta là vì tiền của ta hả? Vậy câu trả lời chắc chắn là đúng thế. Nó nói xong trần chờ một lát rồi lại nói, tiểu chủ không phải ta đã kích người. Ban đầu nam sứ chọn người cũng chẳng phải vì người, mà là vì tiểu tháp ta. Nàng ta nhìn chúng ta mới nể mặt ta chọn người đó. Diệp Huyên. Nghe thấy câu đó của tiểu tháp, Diệp Huyên lập tức đen mặt. Mẹ nó. Hắn thật sự muốn đập bể cái tháp rách nát này. Lúc này, tiểu tháp lại bỗng nói, tiểu chủ, đừng rối rắm vấn đề này nữa. Chúng ta đã trả ơn, vậy coi như thanh toán xong. Nếu ta không đoán sai thì tiên đạo quan kia chắc chắn sẽ đến tìm ngươi. Chuẩn bị chiến đấu đi. Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ xung phong. Có tiểu tháp ở đây, đảm bảo ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Diệp Huyên. Đúng lúc này, bỗng có một cô gái chậm rãi đi đến từ xa. Cô gái mặc một chiếc váy màu xanh, tóc dài bay bay, trông rất trang nhã. Diệp Huyên cau mày, không phải là tiên đạo quan chứ? Đồ trần bên cạnh bỗng quát, đứng lại. Cô gái cười nói, Diệp công tử, ta tên Thủy Yên, là đảo chủ đảo Khai Dương.
Đảo chủ. Diệp Huyên nhìn Thủy Yên hỏi, có việc gì hả? Thủy Yên khẽ cười, Diệp công tử, ta đã biết chuyện xảy ra trước đó. Ta tới đây là muốn nhắc ngươi, ngươi có huyền thiên lệnh thì chỉ cần không rời khỏi tiên bảo giới, chúng ta vẫn có trách nhiệm bảo vệ ngươi. Diệp Huyên cười hỏi, vậy nếu họ tấn công huyên giới của ta thì sao? Thủy Yên im lặng một lát rồi nói, vậy chúng ta bất lực, chúng ta chỉ bảo vệ một mình ngươi thôi. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn ý tốt của Thủy Yên cô nương. Thủy Yên liếc Diệp Huyên nói, Diệp công tử, cẩn thận. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời đi. Diệp Huyên bỗng hỏi, Thủy Yên cô nương, tại sao cô lại phải đến nhắc nhở ta? Thủy Yên cười, Diệp công tử, người cảm thấy nam xứ đảo chủ thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, đáp có ánh mắt độc đáo và cực kỳ thông minh. Thủy Yên gật đầu, đúng thật, tiếc là, nàng ta quá thông minh. Diệp Huyên nhìn Thủy Yên, nàng ta khẽ cười nói tiếp, mặt ngoài nàng ta ngây thơ hồn nhiên, thực ra lại cực kỳ tâm kế, không ai trong tiên bảo các ta bằng nổi. Thiên Tuyền đảo chủ nhằm vào nàng ta cũng vì có một số việc nàng ta cực kỳ quá đáng. Diệp Huyên cười hỏi, Thủy Yên đảo chủ, cô nói chuyện này với ta để làm gì? Thủy Yên cũng cười, chỉ là muốn nhắc nhở Diệp công tử, có lẽ đây chỉ mới bắt đầu, chứ không phải kết thúc. Diệp Huyên cau mày. Thủy Yên lại nói tiếp, Tiên Vân vừa chết, Tiên Đao Quan chắc chắn sẽ không bỏ qua. Diệp Huyên trầm giọng nói, nàng ta hy vọng huyên giới đánh nhau với Tiên Đạo Quan. Thủy Yên gật đầu. Diệp Huyên hơi khó hiểu, điều này thì có lợi gì cho nàng ta? Thủy Yên đang định nói chuyện bỗng dưng quay phát đầu lại, trong tiên bảo giới đằng xa chợt truyền đến một tiếng chuông. Thủy Yên thấy vậy khẽ cau mày. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Thủy Yên đáp, tiếng chuông vang lên thì mọi đảo chủ phải lập tức chạy đến. Nàng ta nói xong liếc Diệp Huyên, quay lại chủ đề ban nãy, Diệp công tử, người có biết tại sao nàng ta lợi dụng mình không? Diệp Huyên cười nói, cô nói thử xem. Khóe miệng Thủy Yên khẽ cong, nàng ta cực kỳ thông minh, nhưng lại phạm phải một sai lầm cực lớn đó là đã đánh giá thấp sự thông minh của Diệp công tử. Có lẽ ban đầu, trong lòng nàng ta Diệp công tử cũng giống Tiên Vân kia, đều là những cậu ấm không có đầu óc. Có điều, nàng ta không ngờ Diệp công tử cũng là một người thông minh. Thủy Yên nói xong khẽ lắc đầu, Diệp công tử, ngươi coi nàng ta là bạn, nàng ta lại coi ngươi là con cờ. Nàng ta nói xong bèn xoay người biến mất nơi chân trời. Diệp Huyên nhìn Thủy Yên mất hút đằng xa, lắc đầu cười, tiên bảo các kia thú vị thật, thế mà lại lục đục đến mức này. Nam Vị Ương bên cạnh trầm giọng nói, thiếu chủ, chúng ta rời khỏi quan vũ trụ thôi. Diệp Huyên lắc đầu, đã không còn kịp rồi. Trong mắt Nam Vị Ương lóe lên vẻ rét buốt, nam xứ kia. Diệp Huyên cười nói, đừng tức giận. Ban đầu nàng ta chọn ta thì mục đích cũng đã rất rõ ràng rồi. Mà giờ chúng ta đã trả ơn, cũng coi như thanh toán xong với nàng ta. Nam Vị Ương gật đầu. Diệp Huyên nhẹ nhàng nói, nếu không đoán sai, giờ chắc cao thủ Tiên Đạo Quan đã trên đường đến. Bình thường thì Tiên Đạo Quan sẽ không trở thành quân cờ của nàng ta. Nói cách khác, nếu Tiên Đạo Quan nhằm vào ta. Hắn nói đến đây thì híp mắt. Nếu Tiên Đạo Quan cứ nhằm vào ta thì chỉ có một lý do, người bắt tay với Tiên Đạo Quan không phải Thiên Tuyền, mà là Nam Sứ. Tiên Vân kia chỉ là một vật hy sinh mà thôi. Nam Vị Ương nặng nề hỏi, Tiên Đạo Quan sẽ liều chết với chúng ta sao? Diệp Huyên gật đầu, e rằng là sẽ. Nam Vị Ương nhíu mày, tại sao? Diệp Huyên trầm giọng đáp, nếu ta đoán không sai thì chắc chắn là nàng ta đã để lộ kiếm Thanh Huyên và tiểu tháp của ta cho Tiên Đạo Quan. Nam Vị Ương nhíu mày, ta có một thắc mắc là nàng ta đã nhìn thấy thực lực khủng bố của chủ mẫu và muội muội của thiếu chủ rồi mà. Diệp Huyên lại nói, nhưng Tiên Đạo Quan lại chưa thấy, nói cách khác, nàng ta không những chơi chúng ta, mà còn chơi cả Tiên Đạo Quan. Hơn nữa, còn đẩy Tiên Đạo Quan vào đường chết. Nam Vị Ương nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh đi, nàng ta không sợ chúng ta giết mình ư. Diệp Huyên lắc đầu, không sợ. Nam Vị Ương nhìn Diệp Huyên hỏi, tại sao? Diệp Huyên lắc đầu, bởi vì chúng ta nợ nàng ta, và lại từ đầu tới đuôi, nàng ta đều không có chủ động ra tay với chúng ta thì sao mà giết? Sắc mặt Nam Vị Ương càng khó coi hơn. Diệp Huyên nhẹ nhàng nói, chẳng những là chúng ta và Tiên Đạo Quan,
nếu ta không đoán sai thì Tiên Bảo Các cũng nằm trong kế hoạch của nàng ta. Nam sứ răng lưới hơi bị rộng đó. Nam Vị Ương trầm giọng nói, đúng là biết người, biết mặt mà không biết lòng. Diệp Huyên cười, giờ chúng ta khá đau đầu đây, vì nàng ta dùng dương mưu, hãy chờ mà xem. Đợi Tiên Đạo Quan đến, chắc chắn sẽ muốn giết chúng ta như mấy con chó điên cho coi. Mặt ngoài là vì báo thù cho Tiên Vân nhưng thực ra là muốn nuốt kiếm, tháp và toàn bộ huyên giới chúng ta. Dù sao, lần này chúng ta đến đây cũng không dẫn theo nhiều người. Nam Vị Ương nhìn về phía Diệp Huyên hỏi, thiếu chủ, chúng ta phải đi theo kế hoạch của người phụ nữ kia ư? Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, đúng vậy. Đúng vậy. Vừa nói ra câu đó thì trong lòng hắn không khỏi hơi bất lực. Nam sứ kia dùng dương mưu nên hoàn toàn không có cách nào hóa giải. Diệp Huyên bỗng nhìn về phía xa, cách đó không xa đang có từng luồng khí tức mạnh mẽ đến gần. Hiển nhiên là cao thủ Tiên Đạo Quan đã đến. Nam Vị Ương trần chờ rồi nói, hy vọng mọi thứ chỉ là thiếu chủ đoán sai mà thôi. Diệp Huyên cười nói, hy vọng vậy. Bấy giờ, hơn 10 người chợt xuất hiện trước mặt đám Diệp Huyên. Người dẫn đầu là một ông lão cầm gậy ba tong trong tay, mặc bộ đạo bào màu xanh, sau lưng còn có hơn 12 người mặc áo đen. Hơn nữa, họ thế mà đều là bán bộ thánh tâm cảnh. Không có thánh tâm cảnh. Dù ở quan vũ trụ thì thánh tâm cảnh cũng cực kỳ hiếm. Nam Vị Ương nhìn ông lão dần đầu, trầm giọng nói, các hạ, chuyện này. Ông lão cầm gậy bỗng quát, giết, không chừa bất cứ một tên nào hết. Không chừa bất cứ một tên nào hết. Hoàn toàn không muốn nói chuyện, thái độ rất rõ ràng. Nam Vị Ương thấy vậy, sắc mặt lập tức xa sầm, hiển nhiên Diệp Huyên đã đoán đúng. Ông lão cầm gậy vừa nói xong, những cao thủ sau lưng ông ta lập tức xông về phía đám người Diệp Huyên. Trong mắt Nam Vị Ương lóe lên vẻ tàn nhẫn, bảo vệ thiếu chủ. Nàng ta vừa quát xong, 16 người diệt thần đằng sau Diệp Huyên đã xông ra. Vừa xông ra, đằng xa đã vang lên từng tiếng hét thảm. Diệp Huyên nhìn đám đồ trần mà trong lòng hơi giật mình, họ chỉ là bán bộ thánh tâm cảnh, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ khủng bố. Trong tứ thần, ngoài Nam Vị Ương ra thì ba người còn lại cũng xông lên. Nghiền áp. Tuy nhân số bên Diệp Huyên không chiếm ưu thế, nhưng sức chiến đấu lại nghiền áp đám ông lão cầm gậy. Đương nhiên, điều này cũng bình thường. Dù sao, lần này hắn mang đến đều là người mạnh nhất huyên giới. Mà những cao thủ do ông lão cầm gậy kia dẫn đến chắc chắn không phải đội ngũ tinh anh nhất của Tiên Đạo Quan. Ông lão cầm gậy sửng sốt. Mạnh vậy luôn. Tin tức do nam sứ kia cung cấp sai rồi ư. Trong lúc ông ta suy nghĩ thì bên Tiên Đạo Quan đã tổn thất 10 mấy người, hơn nữa còn đang không ngừng có người ngã xuống. Hoàn toàn không phải đối thủ. Ông lão cầm gậy thấy vậy vội vàng hét, dừng tay. Nhưng đám đồ trần vẫn không dừng lại, chẳng những vậy, còn giết nhanh hơn. Ông lão cầm gậy chợt gần giọng quát, láo xược. Ông ta quát xong bèn xông thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Hiển nhiên là muốn bắt giặc bắt vua trước. Đằng xa, Diệp Huyên nhìn ông ta im lặng không nói gì. Đúng lúc này, bỗng có một bóng người lóe lên trước mặt Diệp Huyên. Ngay sau đó, ông lão cầm gậy đằng xa đã bị đánh bay ra mấy ngàn trượng. Mà khi ông ta vừa dừng lại đã có một tia sáng lạnh cắt ngang qua cổ họng. Phụt! Đầu ông ta trực tiếp bay lên cao, máu tươi phun ra như suối trông cực kỳ kinh khủng. Trực tiếp giết chết. Diệp Huyên híp mắt nhìn đằng xa, nơi đó có hai người áo đen đang cầm dao găm trong tay. Người vừa ra tay chính là hai người áo đen kia. Diệp Huyên nhíu mày, hai người áo đen đó hoàn toàn không phải 16 người đồ thần, cũng chẳng phải tứ thần. Quan trọng nhất là, tuy họ không phải thánh tâm cảnh nhưng lại khiến hắn cảm thấy hơi nguy hiểm. Phải biết rằng, giờ hắn chính là thánh tâm cảnh, nhưng đối phương lại có thể khiến mình cảm thấy hơi nguy hiểm. Đằng xa, hai người áo đen cất dao găm đi rồi khom lưng chào Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn hai người họ hỏi, các ngươi là ai? Một người trong số đó khàn khàn đáp, Thiên Chu, Địa Diệt. Thiên Chu, Địa Diệt. Diệp Huyên quay sang nhìn Nam Vị Ương, nàng ta chần chờ rồi nói, không biết. Diệp Huyên lại nhìn đồ trần đằng xa, hắn ta cũng lắc đầu, không biết.
cũng không biết. Diệp Huyên lại nhìn về phía hai người áo đen, bấy giờ một người trong đó kính cẩn cúi chào, hai người chúng ta chỉ nghe theo lời chủ mẫu, người ngoài cũng không biết đến chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, các ngươi vẫn luôn đi theo ta. Người áo đen kia gật đầu, chủ mẫu có dặn bảo chúng ta phải luôn đi theo và bảo vệ sự an toàn cho thiếu chủ. Diệp Huyên im lặng. Hai người này đi theo mình lâu như vậy mà mình vẫn không phát hiện. Diệp Huyên bỗng hỏi, tiểu tháp, ngươi cũng không cảm giác được hả? Tiểu tháp kiêu ngạo cười, tiểu chủ, người hạn hẹp quá. Với thực lực hiện nay của ta, còn cần để ý đến mấy cái mánh khóe nho nhỏ ấy sao? Tiểu tháp ta cũng không ba hoa, một câu thôi, xem nhẹ sống chết, không phục thì đánh. Diệp Huyên. Diệp Huyên cạn lời. Từ sau khi tiểu tháp được Thanh Nhi đúc lại, nó đã sắp ngông tới mức không biết ai với ai luôn rồi. Hắn thật sự khó hiểu, sao tiểu tháp này lại trở nên ba hoa chích chòe như vậy. Lúc này, đằng xa từ khi có Thiên Chu và Địa Diệt gia nhập trận chiến, tình thế đã hoàn toàn nghiêng về một bên. Những cao thủ tiên đạo quan còn không có cả cơ hội bỏ trốn, chỉ một thoáng, họ đã bị giết sạch. Đương nhiên, Diệp Huyên cũng không đứng yên, trực tiếp thu lấy vũ trụ chi tâm của họ. Chẳng những thế, hắn còn dùng kiếm Thanh Huyên hấp thu hết toàn bộ linh hồn của những cao thủ kia. Những linh hồn ấy quả thật là thuốc bổ đối với kiếm Thanh Huyên. Có điều, giờ kiếm Thanh Huyên đã rất khó mạnh lên. Trừ khi cắn nuốt linh hồn mạnh hơn nữa, chẳng hạn như thánh tâm cảnh. Nhưng điều đáng để nói là người bên Diệp Huyên lại chẳng có ai chết cả. Hoàn toàn đè bẹp. Đồ Trần chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, mở tay ra, một đống nhẫn chứa đồ lập tức xuất hiện, thiếu chủ, chiến lợi phẩm này. Diệp Huyên ngó đống nhẫn kia. Cười nói, ta lấy vũ trụ chi tâm, còn lại các ngươi cứ giữ. Đồ Trần lại lắc đầu, đều là của thiếu chủ. Diệp Huyên liếc đám Đồ Trần, hơi tò mò hỏi, tại sao các ngươi lại nguyện trung thành với ta như vậy? Đồ Trần đáp, người là thiếu chủ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, vậy tại sao các ngươi lại nguyện trung thành mẹ ta? Đồ Trần trần chờ rồi đáp, chủ mẫu có ơn cứu mạng với 16 huynh đệ chúng ta, chẳng những vậy. Bà ấy còn đưa công pháp và tài nguyên cho chúng ta tu luyện. Nếu không có bà ấy thì lúc trước 16 người chúng ta đã chết rồi. Diệp Huyên lại nhìn đám Nam Vị Ương, còn các ngươi. Nam Vị Ương cười, ơn tái tạo. Nếu không có chủ mẫu thì đừng nói đạt tới bán bộ thánh tâm cảnh, dù là trụ tâm cảnh tầng 6 thôi cũng khó mà đạt tới rồi. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Hắn biết những người trước mặt đều chịu ơn mẹ mình, họ tôn trọng mình như thế. Thực ra là vì mẹ hết. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì thế mà khó chịu. Diệp Huyên ngó đống nhẫn trong tay Đồ Trần, các ngươi cứ giữ đi. Đồ Trần hơi do dự. Diệp Huyên cười nói, đây là mệnh lệnh. Đồ Trần nghe vậy cũng không do dự, trực tiếp nhận lấy. Diệp Huyên nhìn Thiên Chu và Địa Diệt đằng xa, ở hiện trường ngoài hắn ra thì người mạnh nhất là hai người họ. Hai sát thủ này chắc chắn là do mẹ cẩn thận bồi dưỡng ra. Diệp Huyên nhìn hai người hỏi, ngoài các ngươi ra còn có ai đang âm thầm bảo vệ ta nữa không? Thiên Chu trần chờ một chút rồi đáp, còn một người nữa. Diệp Huyên cười hỏi, ai? Thiên Chu trầm giọng đáp, Ô Lâm. Diệp Huyên cau mày, Ô Lâm. Thiên Chu gật đầu. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh rồi hỏi, là nam hay nữ? Thiên Chu lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nhìn Thiên Chu, hắn ta do dự một lát mới nói, chỉ là tình cờ nghe chủ mẫu nhắc đến một lần, còn đối phương là nam hay nữ thì chúng ta cũng không biết. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ. Giờ phút này, hắn lại nhớ đến chiếc nhẫn màu đen trong tiểu tháp. Có lẽ mẹ từng suýt nữa đùa chết mình, còn không làm bạn bên cạnh mình lúc trưởng thành nên trong lòng cảm thấy thua thiệt và áy náy. Vì vậy, giờ mẹ mới muốn điên cuồng bù đắp cho mình. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì lắc đầu cười, trong lòng có chút ấm áp. Bấy giờ, Nam Vị Ương bỗng hỏi, thiếu chủ, giờ chúng ta phải làm thế nào? Diệp Huyên cười, đi tiên đạo quan nói chuyện. Nam Vị Ương có hơi chần chờ, thiếu chủ, có thể nói chuyện sao? Diệp Huyên cười khẽ nói, bọn họ đã chết nhiều người như vậy, hẳn là sẽ bình tĩnh một chút. Đi thôi. Mọi người nói xong bèn rời đi. Còn Thiên Chu và Địa Diệt thì lại giấu mình đi.
Đám người Diệp Huyên vừa rời đi chưa bao lâu thì có một cô gái xuất hiện. Cô gái này chính là Nam Sứ. Nam Sứ nhìn chân trời đằng xa, im lặng không nói gì. Lúc này, Thượng Tiên Sứ và Tả Thượng Sứ bỗng xuất hiện bên cạnh nàng ta. Thượng Tiên Sứ do dự một chút rồi nói, đảo chủ. Nàng ta nói đến đây thì như nhớ ra điều gì đó vội sửa miệng, phó các chủ. Phó các chủ. Giờ đây, Nam Sứ đã từ đảo chủ biến thành phó các chủ, có địa vị gần với các chủ thần bí trong Tiên Bảo Các. Có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Nam Sứ khẽ cười nói, các ngươi nói xem, tiên đạo quan có nói chuyện với họ không? Thượng Tiên Sứ gật đầu, có. Nam Sứ cười, nói nghe thử xem. Thượng Tiên Sứ trầm giọng nói, Diệp công tử cũng không phải người bình thường, hắn có được thế lực khủng bố không thua kém gì tiên đạo quan. Nếu tiên đạo không muốn nói, vậy thì sẽ ngọc nát đá tan. Mà họ chắc chắn sẽ không muốn như thế. Tả Thượng Sứ bên cạnh cũng gật đầu, Thượng Tiên Sứ nói có lý, tiên đạo quan không có can đảm ngọc nát đá tan với huyên giới. Vả lại, quan chủ của tiên đạo quan chắc chắn cũng đã biết chúng ta lừa mình. Giờ họ đối với chúng ta. Hắn ta nói đến đây cũng không có nói tiếp. Nam Sứ lại nhẹ nhàng nói, các người sai rồi. Hai người đều nhìn về phía Nam Sứ. Nam Sứ khẽ cười nói, bình thường thì đúng là vậy. Nhưng tiếc là các người đã xem nhẹ tiên đạo quan. Quá quá xem nhẹ rồi. Thượng Tiên Sứ nhíu mày, nghĩa là sao? Nam Sứ cười, có lẽ đến giờ các ngươi vẫn không hiểu tại sao sau lưng có cao thủ khủng bố như vậy mà ta vẫn muốn tính kế hắn, là địch với hắn đúng không? Hai người Thượng Tiên Sứ đều gật đầu. Cô gái váy trắng có thực lực khủng bố đến mức nào? Dù giờ nhớ lại thì họ vẫn cảm thấy tê cả da đầu. Đó là một người y như thần vậy. Nam Sứ nhìn đằng xa khẽ nói, trên đời này có một số quy tắc không công bằng, mà chúng ta không có khả năng phá hủy nó. Nhưng, người sau lưng hắn lại có thể. Ta muốn lợi dụng hắn để phá hủy sự không công bằng ấy. Hai người nghe vậy lập tức hiểu. Nam Sứ muốn mượn sức mạnh của thế lực đằng sau lưng Diệp Huyên. Thượng Tiên Sứ bỗng hỏi, phó các chủ, đây là ý của các chủ ư? Các chủ. Nam Sứ hơi ngẩn ra, sau đó khẽ nói, nếu nàng muốn thì ta đã không cần mượn tay của Diệp công tử rồi. Các chủ, nàng cũng không cảm thấy hứng thú với điều này. Bây giờ, có lẽ cả chúng ta cũng bị nàng quên. Hơn 1000 năm. Ta đã không gặp nàng hơn 1000 năm rồi, cũng chưa từng nhận được mệnh lệnh nào từ nàng. Nàng đã quay về quê nhà mà mình vẫn nhớ mong ư. Hai người Thượng Tiên Sứ đều im lặng. Các chủ. Họ cũng chưa từng gặp vị các chủ thần bí kia. Có lẽ nói ra thì mọi người sẽ không tin. Chỉ có 7 vị phó các chủ từng gặp nàng, nhưng giờ dù là họ e rằng cũng đã rất lâu rồi chưa gặp lại nàng. Nam Sứ bỗng nói, bảo họ lập tức gọi hết những cao thủ bên ngoài về. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Một tiếng trước. Sau khi Thủy Yên đảo chủ và Diệp Huyên tách ra, nàng ta bèn trở về Tiên Bảo Các tập hợp với 6 vị đảo chủ. Chỉ còn thiếu mỗi Nam Sứ. 6 người im lặng ngồi đối diện nhau. Lúc này, một cô gái chậm rãi bước vào trong điện. 6 người quay đầu nhìn về phía nàng ta thì thấy người đến chính là Nam Sứ. Nam Sứ đi đến trước cái ghế chủ điện rồi ngồi xuống. 6 vị đảo chủ trong điện thấy thế đều hơi biến sắc. Đây chính là chỗ của các chủ. Nam Sứ bỗng nói, kể từ giờ phút này, ta chính là phó các chủ của Tiên Bảo Các. Sau hôm nay, ngoài các chủ ra thì ta nói cái gì chính là cái đó. Nàng ta nói xong bỗng có một luồng uy áp khủng bố bao phủ 6 người trong điện. Sắc mặt 6 người còn lại lập tức thay đổi, trong mắt đầy vẻ khó tin. Thánh tâm cảnh. Đây là thánh tâm cảnh. Chân thánh. Nam Sứ kia thế mà lại đạt tới chân thánh. Lúc này, Nam Sứ chợt liếc nhìn mọi người một cái hỏi, ai đồng ý, ai phản đối. Trong điện lập tức yên tĩnh giống như chết. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên dẫn đoàn người đi tới Tiên Đạo Giới, nơi đây lớn hơn Tiên Bảo Các rất nhiều. Họ vừa vào Tiên Đạo Giới đã có hơn 10 luồng thần thức khủng bố bao phủ lấy mình. Ngay sau đó, thời không trước mặt đám Diệp Huyên lập tức nứt ra, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào, cầm phất trần chậm rãi bước ra.
Người này chính là tiên thương quan chủ của tiên đạo quan. Tiên thương nhìn Diệp Huyên, mặt mày bình tĩnh hỏi, Diệp công tử là định đến diệt tiên đạo quan ta luôn sao? Diệp Huyên nghe vậy cau mày. Thái độ của đối phương giống như là không muốn nói chuyện. Giờ phút này, hắn biết mình đã tính sai. Tiên thương liếc Diệp Huyên hỏi, đúng không? Diệp Huyên cười nói, tiên thương quan chủ, bản thân ta quả thật khá tò mò, theo lý thì với đầu óc của ông không nên không biết đây là một cái cục do nam sứ bày ra mới đúng. Vẻ mặt tiên thương vẫn hết sức lạnh nhạt, ngươi sai rồi. Là ta và nàng ta cùng bày cục, có điều, nàng ta đã giấu thực lực chân chính của ngươi vào huyên giới thôi. Đương nhiên, đây là sơ sót của ta. Diệp Huyên cau mày, vì bày cái cục này mà cả con trai ông cũng lừa. Tiên thương nhìn Diệp Huyên, một đứa con trai chẳng làm nên trò trống gì thôi, chết thì chết. Ta còn có mấy trăm đứa nữa, điều này thì có vấn đề gì sao? Diệp Huyên câm nín. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm thấy cha mình cũng có vẻ thân thiết chán. Tuy cha cũng lừa mình, nhưng không có đẩy mình vào đường chết. Ông già nhà mình nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống lại hơn khối người. Diệp Huyên hoàn hồn lại, hỏi, rốt cuộc thì các ngươi đang toan tính điều gì? Tiên thương liếc Diệp Huyên, trên người ngươi có hai kiện thần vật. Một kiện là một thanh thần kiếm có thể làm lơ bất cứ thời không nào còn hết sắc bén. Kiện còn lại là một cái tháp, thời gian bên trong khác với bên ngoài. Chính là bên trong 10 năm, bên ngoài mới một ngày đúng không? Diệp Huyên im lặng. Hắn cũng không bất ngờ, dù sao hắn vẫn luôn dùng kiếm thanh huyên, còn đưa cho nam sứ dùng. Đến nỗi tiểu tháp, tuy nam sứ chưa từng tiến vào nhưng những con yêu thú khác lại vào rồi. Ví dụ đám thần chiêu. Hay là trước đó nữa, với sức ảnh hưởng của nam sứ thì muốn điều tra chút chuyện đó cũng không phải việc gì khó. Bấy giờ, tiểu tháp bỗng cười to, không ngờ mục tiêu của ông ta là ta, tiểu chủ, ông ta nói mục tiêu là ta đó. Ha ha, hôm nay, tiểu tháp ta diệt tiên đạo quan này chắc rồi. Tam kiếm cũng không bảo vệ nổi họ. Nó nói xong trực tiếp bay ra khỏi cơ thể Diệp Huyên. Diệp Huyên. Bây giờ tiểu tháp nói là làm. Vô cùng bá đạo. Giây phút nó phóng ra khỏi cơ thể của Diệp Huyên, lao thẳng về tiên thương ở phía xa. Tiên thương nhìn thấy tiểu tháp đang tông qua thì hơi chau mày, sau đó đột ngột tung ra một đấm, vô số tia sáng trắng phóng ra từ trên nắm đấm. Ầm. Một tiếng nổ rền trời vang lên, vùng ánh sáng trắng liền vụt tắt. Tiếp ngay đó, tiên thương liền bị chấn động, văng ra xa hơn mấy vạn trượng, lúc ông ta dừng lại thì cánh tay phải bỗng nát vụn. Không chỉ có cánh tay phải, đến cả cơ thể của ông ta cũng rạn nứt toàn bộ. Ngơ ngác. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngây ra. Bao gồm cả bản thân Diệp Huyên. Mẹ nó. Tiểu tháp mạnh thế. Tiên thương đó không phải là thánh tâm cảnh nhưng cũng là bán bộ thánh tâm cơ mà, hơn nữa nhất định không phải là thánh tâm cảnh bình thường. Nhưng không ngờ đối phương lại đánh không lại tiểu tháp. Đằng xa. Tiên thương nhìn tiểu tháp từ phía xa với vẻ không sao tin nổi, ngươi. Tiểu tháp bỗng cười lớn, nói, một quan chủ nhỏ nhoi mà lại dám muốn sở hữu đệ nhất tháp của chư thiên vạn giới là ta đây, thật nực cười. Ngươi cũng không biết lấy nước tiểu tự soi lại mình thử, ngươi có xứng để tiểu tháp ta phải đi dốc sức không? Nó vừa dứt lời thì liền xông về phía xa. Cú tông này khiến cả tiên đạo giới biến thành hư ảo. Sức mạnh thật sự quá đáng sợ. Diệp Huyên đứng bên cạnh lặng thinh, lúc này, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Má ơi! Bây giờ sức mạnh của tiểu tháp này thật sự quá đáng sợ đi, đến hắn cũng thấy hơi e dè với cú đó. Đằng xa, tiên thương nhìn thấy tiểu tháp nhào tới thì mặt liền biến sắc, ông ta bỗng vung cây phất trần trên tay trái lên, cây phất trần liền biến thành một con sông dài đến mấy vạn trượng, bên trong sông có vô số sức mạnh đổ ra. Ập đến tiểu tháp đang tông qua, thời không ở đó liền sôi lên sùng sục như thể nước sôi. Lúc này tiểu tháp đã tới. Bùm! Con sông dài vạn trượng liền biến thành cây phất trần, tiên thương lập tức bị chấn văng ra mấy vạn trượng, mà lần này, sau khi ông ta dừng lại, cơ thể lập tức vỡ tan nát, chỉ còn lại linh hồn. Bọn Diệp Huyên ở bên cạnh ai cũng thấy sững sờ khi nhìn thấy cảnh đó. Đằng xa, tiểu tháp bỗng cười lớn, vậy thôi sao? Diệp Huyên, tiên thương đó nhìn tiểu tháp chằm chằm, ánh mắt đầy sự hung dữ và phẫn nộ.
không ngờ ông ta lại bị một cái tháp xem thường. Lúc này, tiểu tháp bỗng cười đắc chí, tiên đạo quan, các ngươi cùng lên một lần đi, ta vô địch, các ngươi cứ tự nhiên. Diệp Huyên. Tiểu hồn bỗng nói, tiểu chủ, người không quản nó sao? Diệp Huyên tối sầm mặt, e rằng bây giờ đến cả cha ta nó cũng không xem ra gì nữa rồi, huống hồ gì là ta. Để nó máu thêm chút nữa đi, ta ngầu không quá ba ngày thì chắc nó cũng tầm đó. Tiểu hồn. Đằng xa, tiểu tháp khẽ rung lên, những luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nó. Lúc này, nó khiến mọi người có cảm giác nó là người cao nhất trong thế giới này. Tiên thương nhìn tiểu tháp chằm chằm, sắc mặt khó coi đến đỉnh điểm, đập vỡ nó. Đập vỡ nó. Ông ta vừa dứt lời thì rất nhiều cao thủ thần bí của tiên đạo quan bỗng xuất hiện từ bốn phía. Diệp Huyên liếc sơ, vẫn không có thánh tâm cảnh. Diệp Huyên thấy vậy thì chau mày, lẽ nào tiên đạo quan này không có thánh tâm cảnh? Không lý nào. Lúc này, tiểu tháp bỗng nói, tiểu chủ, người cứ đứng xem ta diệt tiên đạo quan thế nào. Nó vừa dứt lời thì đột ngột tông qua. Nó không biết võ kỹ, chỉ biết va chạm, nhưng thật sự rất đáng sợ, vì sau khi được Thanh Nhi cải tạo, nó đã có thay đổi cực kỳ lớn, đặc biệt là trên đầu nó còn có sừng của Nhị Nha. Cái sừng đó là thứ có thể đối kháng trực diện với kiếm Thanh Huyên. Tiểu tháp đánh nhau trực tiếp với đám cao thủ của tiên đạo quan đó. Cách đánh của nó rất đơn giản, đấu đá lung tung, va chạm ai thì kẻ đó chịu. Mặc dù là đánh đại nhưng mấy người Diệp Huyên lại phát hiện đám cao thủ của tiên đạo quan đó vốn không thể làm gì được nó, vì bây giờ nó thật sự đã quá mạnh. Dù là đám cao thủ cảnh giới bán bộ thánh tâm đó thì cũng phải chịu hết cách với nó. Cứ như vậy tiểu tháp một mình đối đầu với cả tiên đạo quan. Bọn Diệp Huyên ở bên cạnh đều xem đến ngơ người. Nam Vị Ương ở bên cạnh Diệp Huyên, nói có cần phải giúp không? Diệp Huyên nhìn về tiểu tháp ở phía xa, đang định nói thì tiểu tháp bỗng cười lớn, tiểu chủ, ta vô địch, đừng giúp. Diệp Huyên. Nam Vị Ương tỏ vẻ khó hiểu. Diệp Huyên bỗng nói, giết. Hắn vừa mới dứt lời thì cả đám cao thủ ở bên cạnh hắn liền xông ra. Hắn biết chuyện này vốn không thể nào nhân từ được. Nếu như đã không thể nhân từ được, hắn chọn cách giết sạch tận gốc. Chính vào lúc đó, tiểu tháp ở đằng xa bỗng quay sang nhìn Diệp Huyên, nói với vẻ giận dỗi, tiểu chủ, ta đã bảo ta không cần giúp đỡ rồi mà. Diệp Huyên nheo hai mắt, hừ. Tiểu tháp ở đằng xa nghe thấy thì giật mình, vội nói, tiểu chủ nói sao thì làm vậy. Diệp Huyên nói với vẻ mặt không cảm xúc, quay lại đây. Tiểu tháp do dự một lát rồi biến thành một tia sáng, quay về lại trước mặt Diệp Huyên. Tiểu tháp khẽ nói, tiểu chủ, ta chỉ muốn giúp người. Diệp Huyên nhìn tiểu tháp, nói, sau này có cần ta gọi ngươi là tiểu chủ không? Tiểu tháp bất giác đáp, thật không? Thật. Nó đang nói thì như nhớ ra gì đó, vội sửa lại, vậy thì không hay lắm. Diệp Huyên thở dài. Đương nhiên hắn không phải thật sự giận tiểu tháp, suốt chặng đường, hắn và tiểu tháp luôn nương tựa lẫn nhau. Mặc dù thường ngày nói cười cười nhưng thật ra tình cảm rất sâu đậm. Hắn cũng phần nào hiểu được tiểu tháp. Tại sao? Vì trước đây hắn và tiểu tháp thật sự đã quá sức thê thảm. Đi đến đâu là bị đánh đến đó. Đã chịu ấm ức lâu lắm rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới thay đổi được vận mệnh, sao có thể không huênh hoang chút cho được chứ? Thật ra bản thân hắn cũng muốn huênh hoang một chút. Có điều hắn đã kiềm nén lại. Khiêm tốn. Cao thủ thật sự đều khiêm tốn, phải có phong thái của một cao thủ. Sau khi đám đồ trần gia nhập, một trận đồ sát nữa lại bắt đầu. Đằng xa, tiên thương đó thấy cao thủ phía mình không phải là đối thủ của đám đồ trần thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này ông ta mới nhận ra, không ngờ thực lực của đám cao thủ đến từ huyền giới này lại đáng sợ đến như vậy. Tiên thương liền nói, xuất trận, mau. Ông ta vẫn chưa dứt lời thì một thanh kiếm liền đâm thủng cổ họng hắn. Bụp! Một dòng máu tươi bắn ra từ cổ họng tiên thương. Diệp Huyên đã ra tay. Có điều, hắn vẫn che giấu thực lực của mình, hơn nữa, cũng không dùng đến kiếm Thanh Huyên. Tiên thương nhìn sang Diệp Huyên, dường như phát hiện ra gì đó, ánh mắt ông ta đầy vẻ kinh ngạc, ngươi.
Diệp Huyên kẹp hai ngón tay lại, quơ nhẹ qua. Phụt! Kiếm Thanh Huyên chạy thẳng vào cơ thể tiên thương, chỉ trong tích tắc, tiên thương đã bị Kiếm Thanh Huyên hấp thụ triệt để. Tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Đám cao thủ tiên đạo quan nhìn thấy cảnh đó thì đều kinh hãi. Quan chủ bị giết đơn giản vậy sao? Vậy thì còn đánh gì nữa? Lúc này, một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ từ sâu trong tiên đạo quan đột ngột phóng ra. Diệp Huyên nheo hai mắt lại. Khí tức của cao thủ thánh tâm cảnh. Đúng là tiên đạo quan này có thánh tâm cảnh thật. Diệp Huyên nhìn về phía xa, ở cách đó không xa, một ông già từ từ bước đến, ông già ăn mặc đơn giản, khuôn mặt già nua, nhìn vẻ ngoài không hề giống với người có thánh tâm cảnh mà giống với một ông lão sắp chết hơn. Ông lão từ từ bước đến gần trước mặt Diệp Huyên, nhìn Diệp Huyên, nói, ngươi là thánh tâm cảnh sao? Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Ông già khẽ cười, nói, khiêm tốn rồi. Diệp Huyên mỉm cười, chuyện đã đến nước này rồi, các hạ thấy sao? Ông già nhìn Diệp Huyên chằm chằm, hòa giải đã là chuyện không thể nào rồi. Diệp Huyên mỉm cười, đúng vậy. Hắn nói xong thì quay sang nhìn mấy người đồ trần, mọi người hãy cố gắng một chút, nhớ kỹ, không bỏ qua cho tiên đạo quan, dù chỉ là một con gà hay một con chó. Không tha một ai. Đám đầu trần nghe thấy thì càng ra sức hơn. Trước mặt Diệp Huyên, ông già mỉm cười, lớn giọng đấy. Ông ta vừa dứt lời thì đột ngột đấm một đấm về phía Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên bỗng vứt tiểu tháp trong tay về phía ông ta. Tiểu tháp. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả tháp và người cũng lùi về sau. Sau khi ông già đó dừng lại, ông ta nhìn lên tay phải của mình. Không ngờ nắm tay của ông ta đã xuất hiện vô số vết rách. Ông già thấy thế thì trao chặt mày. Diệp Huyên ở bên cạnh cũng thấy hơi kinh ngạc. Không ngờ tiểu tháp có thể làm bị thương cả cao thủ thánh tâm cảnh. Khá mạnh đấy. Lúc này, ông già đó nhìn về tiểu tháp, đang định ra tay thì đột nhiên có tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ bốn phía. Ông già quay đầu nhìn lại thì sắc mặt lập tức thay đổi. Vì ông ta phát hiện các cao thủ huyền giới đang điên cuồng đổ sát cao thủ của tiên đạo tông. Đổ sát. Vẻ mặt của ông già vô cùng khó coi, vì ông ta không ngờ sức chiến đấu của hai bên lại có sự chênh lệch lớn đến thế. Ông già nhìn sang Diệp Huyên, đang định nói thì Diệp Huyên bỗng mỉm cười, tiếp tục giết. Hắn vừa nói vừa xòe bàn tay ra, tiểu tháp trong tay liền phóng ra. Ông già thấy tiểu tháp phóng qua thì nheo hai mắt, tiếp đó lật tay phải. Trời đất liền điên đảo theo. Càn khôn thay đổi. Nhưng tiểu tháp cứ xông qua, bất chấp tất cả. Trời đất đã bị cú va chạm đó của tiểu tháp tông vỡ, cùng lúc đó, cả tiên đạo giới bắt đầu phân tách, đổ vỡ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xòe bàn tay, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn liền bay ra. Chớp mắt, hàng trăm cái đầu của các cao thủ trong tiên đạo giới đã văng lên trời. Chém hàng trăm cái đầu chỉ bằng một kiếm. Những cao thủ của tiên đạo giới còn lại nhìn thấy cảnh đó thì ai cũng khiếp sợ, thi nhau lùi lại, tất cả cùng nhìn về Diệp Huyên cứ như đang nhìn thấy ác quỷ. Còn ông già ở phía xa thì cũng khiếp đảm nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía ông già, mỉm cười, bây giờ có thể nói chuyện chưa? Ông già nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi có biết người đứng đằng sau tiên đạo tông của ta là ai không? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó mỉm cười, nói, Diệp Huyên ta làm việc trước giờ chưa từng quan tâm chỗ dựa của người khác mạnh hay không, dù sao thì cũng không mạnh bằng ta. Hắn vừa dứt lời thì liền vung tay áo, kiếm Thanh Huyên bay ra, lại thêm mấy trăm cái đầu của cao thủ tiên đạo tông bay lên, máu tươi phun ra như vòi phun, vô cùng máu me. Diệp Huyên đột ngột nói, đồ tông. Giết hết cả tông môn. Nói giết là giết. Sau khi nhận được lệnh của Diệp Huyên, đám đầu trần bên cạnh hắn lao ra. Thoáng chốc cả tiên đạo quan ngập đầy thi thể. Ở phía đằng xa ông lão đó nhìn Diệp Huyên nói, đứng đằng sau tiên đạo quan là Huyền Kiếm Tiên Tông. Huyền Kiếm Tiên Tông. Nghe thế Diệp Huyên híp mắt lại. Lúc đầu khi hắn vừa đạt đến thánh tâm cảnh, sức mạnh tinh thần bước vào thế giới hỗn độn nhưng vừa bước vào đó đã gặp phải một cường giả bí ẩn, đối phương tự xưng là Huyền Kiếm Tiên Tông. Thấy vẻ mặt của Diệp Huyên như thế, ông lão nói, xem ra ngươi đã từng nghe đến Huyền Kiếm Tiên Tông rồi. Diệp Huyên mỉm cười, vậy thì thế nào?
Ông lão nhìn Diệp Huyên, bọn ta là Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyên cười nói, vậy à? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người dám xem thường Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên trong tay đột nhiên bay ra, thoáng chốc các cường giả tiên đạo tông còn lại đều bị chém chết. Đồ sát cả tông. Nhìn thấy thế sắc mặt ông lão thay đổi, người lại dám xem thường Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyên mặc kệ ông lão chỉ quay đầu nhìn sang bên phải, có một người phụ nữ đang đứng trong đám mây cách đó mấy vạn trượng về bên phải. Chính là Nam Sứ. Diệp Huyên nhìn Nam Sứ cô nương, Diệp Huyên ta có ơn báo ơn, có thù báo thù, hôm đó cô giúp ta, hôm nay ta sẵn sàng để cô tính kế để báo đáp ơn nghĩa ngày hôm đó, chúng ta tính toán ơn nợ với nhau. Sau hôm nay cô dám tính kế với ta nữa thì sẽ là kẻ thù của ta, đã là kẻ thù của ta thì ta chắc chắn sẽ không nương tay. Nói rồi hắn xoay người đi. Nam Sứ nhìn theo Diệp Huyên, không nói gì. Sau khi Diệp Huyên đi, đám người Đồ Trần cũng vội vàng đi theo. Họ không giết ông lão đó, rất đơn giản, không giết được. Nếu một thánh tâm cảnh không muốn chiến đấu, muốn rời đi thì họ không thể giết được. Dĩ nhiên ông lão cũng không dám ngăn mấy người Diệp Huyên lại, đùa à, bây giờ ông ta lẻ loi một mình sao dám cản Diệp Huyên lại. Lúc này ông lão ngược lại bình tĩnh hơn. Diệp Huyên không sợ Huyền Kiếm Tiên Tông. Nếu không biết Huyền Kiếm Tiên Tông thì là do không biết nên không sợ, nhưng Diệp Huyên lại biết đến Huyền Kiếm Tiên Tông nhưng không sợ, vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là hắn có đủ tự tin để không sợ. Dường như nghĩ đến điều gì, ông lão quay đầu nhìn Nam Sứ, sắc mặt sầm xuống, Nam Sứ, cô nghĩ Huyền Kiếm Tiên Tông quá đơn giản rồi, họ có thể độc chiếm thế giới hỗn độn nhiều năm như thế thì có thể là đồ ngốc sao? Cô sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Nói rồi ông ta xoay người rời đi. Nam Sứ đứng tại chỗ trầm tư hồi lâu rồi mới đi khỏi đó. Một bên khác, Diệp Huyên dẫn theo mấy người kia đi khỏi vũ trụ quan, sau đó quay về huyên giới. Sau khi quay về huyên giới, Diệp Huyên lập tức đưa Đồ Trần và Tứ Thần vào trong tiểu tháp, dĩ nhiên còn có Thiên Chu và Địa Diệt nữa. Phải nói là sau khi vào tiểu tháp, mấy người Đồ Trần đều như hóa đá. Thời không khác nhau. Diệp Huyên xòe bàn tay ra, sau đó đem hết tất cả tinh mạch và vũ trụ chi tâm thu được trước đây đặt trước mặt mọi người. Hắn cũng nhìn mọi người, mục tiêu của các ngươi, thánh tâm cảnh. Thánh tâm cảnh. Mọi người đều sửng sốt. Muốn đạt đến thánh tâm cảnh là chuyện vô cùng khó khăn, vì phải liên tục tôi luyện vũ trụ chi tâm của mình, quá trình này vừa đau đớn vừa gian khổ. Có thể miêu tả bằng từ khó như lên trời. Diệp Huyên cười nói, không có tự tin sao. Đồ Trần do dự một chốc rồi nói, thiếu chủ, hơi khó. Diệp Huyên cười nói, 10 năm ở thế giới này bằng một ngày bên ngoài, ta cho các ngươi một tháng cũng bằng 900 năm, đủ không? 900 năm. Diệp Huyên lại nói, trong 900 năm này, ta đều có thể cung cấp bất kỳ tài nguyên tu luyện nào cho các ngươi, có thời gian, có tài nguyên tu luyện. Đồ Trần nói, có thể, Tứ Thần cũng đều gật đầu. Lúc này họ cảm thấy khá phấn khích. Cơ hội. Tiểu tháp trước mặt này chính là một cơ hội ngàn năm có một của họ. Vốn dĩ họ muốn đạt đến thánh tâm cảnh cũng không phải là chuyện không thể, dù sao họ có thể đi đến ngày hôm nay, dĩ nhiên thiên phú không hề kém cạnh. Cái họ thiếu là gì? Là thời gian và tài nguyên tu luyện. Mà hiện giờ Diệp Huyên lại cho họ thời gian và tài nguyên. Sau khi sắp xếp mọi thứ Diệp Huyên ra khỏi tiểu tháp, hắn không tu luyện nữa vì bây giờ hắn muốn tăng cấp sau khi đạt đến thánh tâm cảnh, rất khó. Hơn nữa hắn cũng muốn trấn tĩnh lại. Diệp Huyên nhàn nhã đi dạo ở huyên giới, không lâu sau hắn đến một khu rừng. Trong rừng trúc, Diệp Huyên đi chậm chậm, xung quanh thỉnh thoảng lại có lá rơi xuống. Lúc này Diệp Huyên bỗng nhắm hai mắt lại. Tĩnh tâm. Tâm tĩnh thì vạn vật đều hiện rõ. Ngưng thần. Ngưng thần rồi trời đất cũng hiện rõ. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên xòe bàn tay ra, kiếm thanh huyên bỗng xuất hiện trong tay hắn, hắn đâm nhẹ về phía trước, kiếm đâm xuyên qua lá cây đó lập tức khô héo lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Khi nó sắp lụi tàn hoàn toàn, cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, chỉ thấy lá cây đó bỗng nhanh chóng khôi phục lại bình thường như cải tử hoàn sinh. Không chỉ thế, sau khi lá cây khôi phục bình thường thì bắt đầu đâm chồi, sau đó ngày càng lớn hơn.
một chốc sau một trong tay hắn xuất hiện một cái cây nhỏ. Thế nhưng vẫn chưa kết thúc. Không lâu sau cây nhỏ đó ngày càng lớn hơn, đến cùng trước mắt Diệp Huyên là một cây cổ thụ cao vài trượng. Lúc này Diệp Huyên bỗng mở mắt ra nhìn cây cổ thụ trước mặt, hắn trầm tư. Lần trước hắn sử dụng sức mạnh lưu chuyển thời gian để làm cho lá cây đó nhanh chóng héo úa, sau đó lại sử dụng sức mạnh quay ngược thời gian để làm cho lá cây khôi phục bình thường, nhưng lần này không giống, hắn không phải đảo ngược tương lai mà là đảo ngược quá khứ. Tại sao lại đảo ngược tương lai? Đảo ngược tương lai là một kiếm chém tương lai, lúc này xuất kiếm, tương lai xuất hiện. Tại sao lại đảo ngược quá khứ? Đó là tái hiện lại cảnh tượng đã từng xuất hiện trong quá khứ. Thời gian trôi qua, tại sao thời gian trôi qua? Quá khứ là một thể hiện của việc thời gian đang trôi đi. Khi thời gian có dấu hiệu đi theo là có thể bị khống chế, giống như không gian trong quá khứ, người có thực lực yếu e là không biết không gian là gì, chứ đừng nói là cảm nhận được không gian, nhưng người có thực lực mạnh không chỉ có thể tùy ý xé vỡ không gian mà còn có thể nhảy vọt không gian. Bất kỳ vật chất nào sở hữu dấu hiệu này thì đều có khả năng bị khống chế, bao gồm cả thời gian. Trước đó, một vài cường giả có thể quay ngược thời gian nhưng là rất ngắn, chẳng hạn như làm cho thời gian của ngươi chậm hơn đối phương một chút. Thật ra điều này cũng đi ngược tự nhiên nhưng thực lực của hắn được nâng cao, hắn càng nhận ra tác dụng này đã không có đe dọa quá nhiều với một vài cường giả mạnh nữa, vì ngươi có thể quay ngược thời gian thì đối phương cũng có thể. Quay ngược lúc nãy của hắn lại không giống với quay ngược của vài cường giả đó. Khởi điểm của một lá cây là gì? Dĩ nhiên là một cái cây. Kiếm có thể chém vào tương lai thì tại sao không thể chém vào quá khứ? Chém quá khứ. Nghĩ đến đây tay phải Diệp Huyên bỗng bắt đầu dùng sức. Chém quá khứ thế nào? Một kiếm chém đứt quá khứ của đối phương. Thoạt nhìn có vẻ rất huyền bí. Nếu chém đứt quá khứ của một người thì hiện tại của người đó còn tồn tại không? Diệp Huyên trầm mặc. Hắn cảm thấy đầu mình hơi đau. Một lúc sau, Diệp Huyên bỗng nhìn về phía cây cổ thụ trước mặt, ngay sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thoáng chốc thời gian và không gian trước mắt cong vẹo, một lúc sau cả người Diệp Huyên đều trở nên hư ảo, sau đó thời không nơi hắn ngồi bắt đầu trừu tượng cứ như sóng nước lăn tăn. Một lúc sau Diệp Huyên quay lại 15 phút trước. Cưỡng ép quay ngược, lúc này cây cổ thụ trước mặt hắn vẫn chỉ là một chiếc lá. Diệp Huyên chém một kiếm ra. Xoẹt. Chiếc lá đó bị chôn vùi. Ngay sau đó con người Diệp Huyên rụt lại, hắn phát hiện cơ thể và thần hồn của hắn lại đang từng chút biến mất. Diệp Huyên hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Huyên không kịp nghĩ gì thêm vội vàng sử dụng kiếm Thanh Huyên để quay lại hiện tại. Sau khi quay về hiện tại, Diệp Huyên nhận ra xác thịt và linh thần của mình là hư ảo, không chỉ thế hắn còn phát hiện bây giờ hình như hắn không ở thời không này. Lẽ nào mình vẫn chưa quay về từ quá khứ sao? Diệp Huyên hoảng sợ, chuyện gì thế này? Lúc này tiểu tháp bỗng cười, tiểu chủ, để người đùa nghịch thời gian, hiện tại người đờ đẫn luôn rồi à? Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu tháp, người có biết bây giờ ta đang bị làm sao không? Tiểu tháp nói, không biết. Diệp Huyên. Lúc này sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên thay đổi, vì hắn nhận ra cơ thể và linh hồn của hắn hình như sắp biến mất. Diệp Huyên hoảng hốt, vội vàng xòe tay ra, tiểu hồn, giữ ta lại. Hắn vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên hợp thể với hắn. Sau khi kiếm Thanh Huyên hợp thể với hắn, Diệp Huyên thấy cơ thể và linh hồn sắp biến mất của mình bắt đầu khôi phục bình thường. Thấy thế Diệp Huyên thở phào nhưng hắn lại nhận ra thế giới xung quanh hơi không đúng. Hắn vẫn không đứng trong thời không ban đầu đó. Nói cách khác, hắn không thể quay về khoảng thời gian trước khi hắn quay về tương lai trước đó, hiện giờ hắn vẫn còn trong thời không lạ. Tương lai? Hay là quá khứ? Diệp Huyên hoang mang. Hắn thấy tự mình chơi đến thảm luôn. Chuyện gì thế này? Lúc này Diệp Huyên bỗng xòe tay ra. Tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn, tiểu tháp cũng trở nên mờ ảo. Địch. Tiểu tháp bỗng nhảy lên, địch. Không thể nào, ông đây là tòa tháp đứng đầu vạn giới, sao có thể biến mất được? Diệp Huyên nhìn tiểu tháp trước mặt, tiểu tháp thế mà lại biến mất với tốc độ đáng sợ, không phải là thời gian trôi qua,
hắn cũng không rõ là sức mạnh gì, nhưng hắn nhận ra mặc dù tiểu tháp đang biến mất nhưng sừng của nhị nha không hề biến mất, nhưng sừng của nhị nha cũng thay đổi khá vi diệu, hình như đổi thành màu nâu. Rốt cuộc là sao? Diệp Huyên ngây người. Lúc này tiểu tháp bỗng run giọng nói, tiểu chủ, mau thu ta lại đi. Diệp Huyên nói, chẳng phải ngươi là tòa tháp đứng đầu vạn giới sao? Đừng sợ. Tiểu tháp hoảng sợ, tiểu chủ, nếu người không cất ta đi thì bọn đồ trần trong tháp sẽ chết đó. Nghe thế Diệp Huyên vội vàng cất tiểu tháp vào trong người. Lúc này tiểu hồn bỗng run giọng nói, tiểu chủ, ta cũng đang biến mất. Con người Diệp Huyên rụt lại, hắn phát hiện kiếm Thanh Huyên cũng đang dần biến mất. Sắc mặt Diệp Huyên tái nhợt. Mẹ kiếp! Mình chơi lớn rồi. Đúng lúc này một thanh kiếm không biết từ đâu đến rơi trước mặt Diệp Huyên, ngay sau đó thời không xung quanh Diệp Huyên rung chuyển dữ dội. Kiếm hành đạo. Kiếm hành đạo bỗng xoẹt nhẹ qua một đường. Xoẹt. Diệp Huyên bỗng nghe thấy một tiếng xé toạc như bị thứ gì đó xé ra. Lúc này một giọng nói cực kỳ đáng sợ vang khắp xung quanh, kẻ nào dám xé vách ngăn thời gian, làm loạn thời gian. Chán sống rồi sao, địch. Hóa ra là Thiên Mệnh Đại Nhân, người nắm giữ thời gian bái kiến Thiên Mệnh Đại Nhân, ta xin dập đầu trước người. Bịch, tiếng dập đầu vang vọng khắp vũ trụ vô tận. Dập đầu. Nghe thấy tiếng dập đầu, Diệp Huyên lập tức sững sờ. Cái quỷ gì vậy? Lúc này, kiếm hành đạo đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi cầm lấy kiếm đạo hành, sau đó, hắn cảm nhận được thế giới trước mặt đang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Không lâu sau, thế giới trước mắt đã trở lại như bình thường. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, ánh mắt có chút mờ mịt, vẫn là khu rừng trúc kia, nhưng hắn lại có cảm giác như cách cả một thế giới vậy. Mà trước mặt hắn, cây cổ thụ trước đó đã chẳng thấy đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyên nhìn kiếm đạo hành trong tay, khẽ nói, Thanh Nhi. Lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên khẽ rung chuyển, sau đó... Một luồng sáng trắng rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, trong luồng sáng đó, thấp thoáng có thể thấy bóng dáng một ông lão, nhưng hắn không nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, nhưng có thể thấy rõ đối phương đang quỳ. Người nắm giữ thời gian. Diệp Huyên chần chừ rồi nói, tiền bối. Người nắm giữ thời gian vội nói, không dám nhận, không dám nhận. Diệp Huyên. Người nắm giữ thời gian do dự một lát rồi nói, Diệp Thiếp. Sao người có thể đi vào dòng sông thời gian? Diệp Huyên nhíu mày, dòng sông thời gian. Người nắm giữ thời gian nhìn Diệp Huyên, có phần cẩn thận dè dặt, người không biết sao? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Người nắm giữ thời gian chần chừ, sau đó nói, Diệp Thiếu, hiện tại người là thánh tâm cảnh sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Người nắm giữ thời gian khẽ nhíu mày. Ánh mắt có chút nghi hoặc, thánh tâm cảnh sao có thể đi vào dòng sông thời gian được chứ, hơn nữa, còn đảo ngược thời gian. Nói đến đây, đột nhiên ông ta nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên, ông ta đã hiểu rõ mọi chuyện. Diệp Thiếu này là dựa vào đường tắt này mà đi vào dòng sông thời gian. Nghĩ đến đây, người nắm giữ thời gian lập tức cảm thấy cạn lời. Lúc này, Diệp Huyên chợt hỏi, tiền bối. Người có thể giới thiệu cho ta. Người nắm giữ thời gian bỗng run giọng nói, Diệp Thiếu, người chớ có gọi ta là tiền bối. Ta sợ chết. Diệp Huyên có chút cạn lời, vậy ta gọi ngươi là gì? Người nắm giữ thời gian do dự, sau đó nói, gọi ta là công phu đi. Sao công phu có nghĩa là những thứ liên quan tới thời gian như thì giờ, thời gian, lúc rảnh rỗi, khi? Diệp Huyên khẽ gật đầu, công phu. Người có thể giải thích tình huống vừa rồi cho ta không? Người nắm giữ thời gian im lặng một lúc rồi nói, Diệp Thiếu, thời gian giống như một con sông vậy, trong con sông này, chia thành quá khứ, hiện tại và tương lai, vừa nãy ngươi đã quay về quá khứ, nếu chỉ là quay về quá khứ thì vấn đề không nghiêm trọng, nhưng sau khi ngươi quay về quá khứ, lại còn thay đổi tương lai, ngươi làm như vậy, đồng nghĩa đang phá hoại quy tắc thời gian, mà ngươi phá hư quy tắc thời gian, sẽ bị thời gian đáp trả. Lúc nãy ngươi đã bị nhốt trong vô gian giới rồi. Diệp Huyên nhíu mày, vô gian giới. Người nắm giữ thời gian gật đầu, tức là không ở quá khứ, cũng không ở tương lai, lại càng không ở hiện tại, người bị nhốt ở vô gian giới,
sẽ bị thời gian xóa bỏ. Diệp Huyên nhìn người nắm giữ thời gian, sau đó nói, công phu, người có muốn đứng dậy rồi nói không? Nghe vậy, người nắm giữ thời gian vội lắc đầu, không không ta thích quỳ. Diệp Huyên. Người nắm giữ thời gian nói tiếp, Diệp Thiếu, với thực lực của ngươi hiện tại, ngươi không thể đi vào dòng sông thời gian hay thậm chí là thay đổi thời gian. Diệp Huyên thấp giọng nói, phải đến cảnh giới nào mới có thể đi vào dòng sông thời gian, thay đổi được thời gian. Người nắm giữ thời gian suy nghĩ rồi nói, ít nhất phải đến bất hủ. Diệp Huyên nhíu mày, bất hủ cảnh. Người nắm giữ thời gian gật đầu, thân xác bất hủ, linh hồn bất hủ, ý chí bất hủ, chỉ khi đạt đến ba loại bất hủ này, mới có thể đi vào dòng sông thời gian, nhưng, đều không thể đảo nghịch thời gian, muốn đảo nghịch thời gian, phải đạt đến bất hủ vĩnh hằng, tức là cả thân xác và linh hồn cùng ý chí có thể đạt đến vĩnh hằng, chỉ có như vậy, mới có thể không sợ vô gian, mà tự do xuyên qua quá khứ, hiện tại và tương lai. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng, theo lời các hạ nói như vậy, nếu đạt đến bất hủ vĩnh hằng, há chẳng phải là vô địch rồi sao? Người nắm giữ thời gian khẽ gật đầu, nếu có thể làm được như vậy, quả thật thế gian có rất ít đối thủ, nhưng nếu nói là vô địch, thì lại có hơi quá rồi. Diệp Huyên nhìn người nắm giữ thời gian, như vậy mà cũng không phải vô địch sao? Người nắm giữ thời gian cười khổ, đương nhiên. Diệp Huyên không hiểu, tại sao chứ? Người nắm giữ thời gian ngẫm nghĩ rồi nói, ta là người nắm giữ thời gian, nắm giữ dòng sông thời gian của nghìn vạn vũ trụ, ngay cả ngươi đạt đến bất hủ vĩnh hằng, chỉ cần ta nguyện ý, thì một suy nghĩ cũng có thể quyết định sống chết của ngươi. Diệp Huyên theo bản năng nói như vậy, ngươi là vô địch sao? Không không. Người nắm giữ thời gian bỗng như chim sợ cành cong, hoảng sợ lo lắng, ta không vô địch, ta thật sự không vô địch, Diệp Thiếu, nói năng cẩn thận. Nói năng cẩn thận chứ, hai chữ vô địch này, tuyệt đối không thể nói tùy tiện, sẽ xảy ra chuyện. Diệp Huyên người nắm giữ thời gian do dự rồi nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta cũng không được xem là gì cả, thật đó. Diệp Huyên nhìn người nắm giữ thời gian. Sau đó nói, các hạ là người nắm giữ thời gian, quản lý thời gian. Người nắm giữ thời gian gật đầu, ừ. Diệp Huyên chớp mắt, ví dụ, bây giờ cảnh giới ta không đủ, nhưng ta lại muốn vào dòng sông thời gian chạm quá khứ, vậy có cách nào không? Người nắm giữ thời gian lập tức có phần khó xử chuyện này. Diệp Huyên cười nói, khó sao? Chủ nhân gật đầu, rất khó. Diệp Huyên đột nhiên nhìn kiếm hành đạo trong tay. Cười nói, nếu đã khó thì ta cũng không miễn cưỡng làm khó ngươi nữa. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, người nắm giữ thời gian bỗng hỏi, Diệp Thiếu, người và thiên mệnh đại lão là. Diệp Huyên cười nói, nàng là muội muội ta. Muội muội. Nghe vậy, người nắm giữ thời gian sợ hãi trong lòng, vội nói, Diệp Thiếu, chuyện ngươi vừa nói lúc này, ta cảm thấy không khó. Diệp Huyên chớp mắt, không khó. Người nắm giữ thời gian vội gật đầu, đúng vậy. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay, hai chữ cái chậm chậm bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên liếc nhìn, hai chữ này chính là thời gian. Người nắm giữ thời gian nói, Diệp Thiếu, hai ngón tay khi nãy chứa đựng pháp tắc thời gian của ta, sau khi bọn chúng tiến vào trong thân thể ngươi, ngươi chỉ cần sử dụng bọn chúng thì có thể sở hữu pháp tắc thời gian trong một thời gian ngắn. Với trạng thái này, dù ngươi có tiến vào vô gian chi giới, cũng sẽ không bị xóa bỏ. Nhưng, Diệp Thiếu, thân xác và thần hồn với ý chí hiện tại của ngươi không phải quá mạnh, vì vậy, sau khi ngươi dùng đến thời gian chi lực, thì không thể ở quá lâu, hơn nữa, sau khi dùng xong, thân thể sẽ trở nên suy yếu. Vừa dứt lời, hai chữ kia lập tức biến thành luồng sáng vàng tiến vào trong thân thể Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, một lúc sau. Hắn phát hiện, trong thức hải của bản thân đã có thêm hai chữ. Lúc này, người nắm giữ thời gian lại nói, Diệp Thiếu, hiện tại thần hồn, thân xác và ý chỉ ngươi còn quá yếu, nhớ rõ không thể ở trong dòng sông thời gian quá lâu. Diệp Huyên thấp giọng nói, nếu ta ở trong quá khứ xuất kiếm với đối phương, giết chết đối phương, vậy ở tương lai, đối phương đã bị tiêu diệt rồi, đúng chứ? Người nắm giữ thời gian gật đầu, đúng. Nhưng... có điều kiện tiên quyết. Diệp Huyên hỏi, điều kiện gì?
Người nắm giữ thời gian nói, đảo nghịch thời gian kiêng kỵ nhất là thay đổi bản thân ở quá khứ, người có thể quay về giết người, nhưng, người không thể thay đổi bản thân mình. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Người nắm giữ thời gian trầm giọng nói, người quay về quá khứ giết đối phương, là đảo nghịch thời gian đối phương, như vậy đối với bản thân ngươi không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu ngươi quay về thay đổi bản thân, ta lấy ví dụ, nếu ngươi quay về quá khứ giết chết phụ thân ngươi, vậy ngươi của hiện tại cũng bị xóa bỏ. Giết chết cha. Nghe vậy, Diệp Huyên vội lắc đầu, không, không. Loại chuyện như vậy, ta làm không được. Người nắm giữ thời gian. Diệp Huyên trầm giọng nói, ý của tiền bối ta hiểu rồi. Ta quay về quá khứ, không thể thay đổi người và chuyện có liên quan đến ta, nếu không, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ta của hiện tại, đúng chứ? Người nắm giữ thời gian gật đầu, đúng. Hơn nữa, Diệp Thiếu tuyệt đối phải hiểu một chuyện, đó là, quá khứ chính là quá khứ, ngươi quay về quá khứ, nói nghiêm túc thì đã là chuyện cũ rồi, vậy đối với chúng ta mà nói, là chuyện đã xảy ra, đổi cách nói khác, quá khứ đối với hiện tại mà nói đều là hư vô. Tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện sống ở quá khứ, nếu như vậy, ngươi sẽ bị pháp tắc thời gian hiện tại xóa bỏ. Diệp Huyên nhíu mày, pháp tắc thời gian hiện tại. Người nắm giữ thời gian gật đầu, quá khứ có pháp tắc thời gian quá khứ, hiện tại có pháp tắc thời gian hiện tại, tương lai có pháp tắc thời gian hiện tại, đương nhiên, nói chính xác thì bọn chúng đều là pháp tắc thời gian, như so sánh với ngươi, ngươi của trước kia, ngươi của hiện tại, ngươi của tương lai, thì đều là ngươi, chỉ là đó là ngươi của từng giai đoạn khác nhau. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu rồi. Người nắm giữ thời gian nói tiếp, còn nữa, trong dòng sông thời gian, tương lai không thể tùy tiện thăm dò, ngươi có thể một kiếm chém tương lai, nhưng, bản thân ngươi không thể đi đến tương lai. Diệp Huyên không hiểu, vậy là sao nữa? Người nắm giữ thời gian cười nói, quá khứ và hiện tại, đều đã xảy ra, bọn chúng là xác định, nhưng, tương lai thì chưa xảy ra, cũng có nghĩa là, tương lai là không xác định, hơn nữa, tương lai lại có nhiều mặt, cũng như một người, tương lai của hắn, có thể có vô số cuộc đời, còn cuối cùng là cuộc đời nào? Là do quyết định khi lựa chọn của hắn ở hiện tại. Vì vậy, tương lai và hiện tại kết nối với nhau, là quan hệ nhân quả trực tiếp. Nếu ngươi lựa chọn đến tương lai, tuy là có thể đi, nhưng tương lai đó có khả năng không phải là tương lai cuối cùng. Nói đến đây, vẻ mặt ông ta trở nên nghiêm túc hơn, một khi chuyện mà ngươi đến tương lai làm không phải là tương lai cuối cùng, ví dụ, hiện tại ngươi quyết định một khắc sau ăn cơm, nhưng sau khi ngươi đến tương lai, lựa chọn của ngươi không phải là ăn cơm, vậy thì, tuyến thời gian của ngươi sẽ loạn, ngươi vĩnh viễn sẽ bị lạc lối trong thời không tương lai, mãi đến khi bị thời gian đại đao xóa bỏ. Mà ngươi của thời không này, cũng sẽ biến mất theo, bởi vì bất kỳ người nào cũng không thể cùng lúc xuất hiện ở hiện tại và tương lai, ngay cả ta cũng không thể. Diệp Huyên trầm tư. Người nắm giữ thời gian lại nói, chúng ta đối với tương lai, phải có lòng kính sợ. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Thanh Nhi có thể đến được tương lai không? Người nắm giữ thời gian im lặng một lúc lâu, rồi nói, có lẽ nàng ấy đang chơi với thứ cấp cao hơn rồi. Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng. Không thể không nói, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Thời gian. Lúc trước hắn cũng từng tiếp xúc thời gian chi đạo, nhưng không sâu. Quá khứ. Hiện tại, tương lai. Diệp Huyên đột nhiên phát hiện, thời gian chi đạo so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp và huyền bí hơn nhiều. Thôi suy nghĩ, Diệp Huyên nhìn người nắm giữ thời gian. Tiền bối, vừa nãy người nói thân xác bất hủ, linh hồn bất hủ, ý chí bất hủ, còn có bất hủ vĩnh hằng, nhưng thứ này là cảnh giới trên thánh tâm cảnh sao? Người nắm giữ thời gian gật đầu, đúng. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, những cảnh giới này, đều là do ai tạo ra vậy? Người nắm giữ thời gian khẽ cười, trên thế gian này vốn không có đường, nhưng chỉ cần có người thì sẽ có đường. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó nói, tiền bối, đi vào dòng sông thời gian chém quá khứ, chỉ cần là cao thủ bất hủ vĩnh hằng cảnh mới có thể làm được, đúng không? Người nắm giữ thời gian lắc đầu, cho dù là bất hủ vĩnh hằng cảnh, cũng không làm được, đi vào dòng sông thời gian, muốn chém quá khứ, thì không chỉ đảo nghịch quá khứ, mà cả pháp tắc thời gian. Một khi ngươi bị pháp tắc thời gian phát hiện, pháp tắc thời gian sẽ xóa bỏ ngươi. Đương nhiên, có một vài cao thủ rất mạnh thì sẽ dùng một vài thần thông để che giấu hơi thở bản thân,
không để cho pháp tắc thời gian phát hiện ra bản thân, nhưng, thông thường có thể làm được như vậy thì ít không đếm nổi. Diệp Huyên chớp mắt, tiền bối, ta sẽ bị phát hiện sao? Người nắm giữ thời gian cười nói, Diệp Thiếu, bọn họ là lén lút phụng trộm, ngươi là quang minh chính đại. Dù sao, ngươi là người nắm giữ thời gian, nắm giữ pháp tắc thời gian. Diệp Huyên cười ha ha, đa tạ. Nói rồi, hắn vội đỡ lấy chủ nhân thời gian, đứng dậy đi. Có ta ở đây, Thanh Nhi sẽ không làm ngươi bị thương. Người nắm giữ thời gian do dự chốc lát, rồi đứng lên, sau khi đứng dậy, ông ta vẫn hơi luống cuống, ông ta liếc nhìn kiếm hành đạo, nhìn thấy kiếm không có phản ứng gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, hiện tại ta là thánh tâm cảnh, muốn đạt đến thân xác bất hủ cảnh, thì có cách tu luyện gì không? Người nắm giữ thời gian ngẫm nghĩ, sau đó tiện tay lấy ra một quyển sách cổ dày, Diệp Thiếu, đây là đại điển bất hủ. Là do một vị đại đế bất hủ trước kia tạo ra, ta cảm thấy không tệ, có lẽ thích hợp để ngươi tu luyện. Diệp Huyên vội nhận lấy, sau đó nói, cái này, vậy ta không khách sáo nữa. Người nắm giữ thời gian khẽ cười, đang định nói thì lúc này, ông ta khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu lại. Cách đó không xa, một ông lão đang chậm bước đi đến. Nhìn thấy ông lão, Diệp Huyên nhíu mày, ông lão này chính là ông lão thánh tâm cảnh ở tiên đạo giới lúc trước. Bên cạnh ông lão, còn có một người đàn ông trung niên. Ông lão tiên đạo quan ở sau lưng người đàn ông trung niên, hơn nữa, vẻ mặt rất cung kính. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, rõ ràng, là người của Huyền Kiếm Tiên Tông gì đó đến rồi. Người đàn ông trung niên nhìn người nắm giữ thời gian bên cạnh Diệp Huyên, sau đó nhìn Diệp Huyên, ngươi là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Người đàn ông trung niên khẽ cười, trước khi đến, ta rất hiếu kỳ về ngươi, dù sao, trên thế giới này người dám xem thường Huyền Kiếm Tiên Tông ta, thật sự không nhiều. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lại gần người nắm giữ thời gian, tiền bối, người biết Huyền Kiếm Tiên Tông không? Người nắm giữ thời gian lắc đầu, chưa từng nghe đến. Diệp Huyên chớp mắt, vậy ngươi sợ không? Người nắm giữ thời gian không biết phải nói gì. Ông ta phát hiện, Diệp Thiếu trước mặt này hình như có chút hiểu lầm về thực lực của mình. Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh đột nhiên liếc nhìn người nắm giữ thời gian, Diệp Huyên, hắn là chỗ dựa của ngươi sao? Người nắm giữ thời gian lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông trung niên, tên của Diệp Thiếu, ngươi có thể gọi được sao? Vừa dứt lời cũng chưa kịp thấy ông ta làm gì, thân thể người đàn ông trung niên đột nhiên trở nên mờ ảo. Không những vậy, gần như chỉ trong chớp mắt, người đàn ông trung niên lập tức trở nên già nua héo úa. Kinh ngạc! Người đàn ông trung niên và ông lão kia lập tức sững sờ. Chuyện gì đây? Diệp Huyên nhìn người nắm giữ thời gian bên cạnh, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thời gian trôi mất. Đây mới thật sự là thời gian trôi mất. Người nắm giữ thời gian này cũng mạnh thật. Người đàn ông trung niên kinh sợ nhìn người nắm giữ thời gian, ngươi là ai? Vẻ mặt người nắm giữ thời gian vô cảm, ông ta phất tay áo, thoáng chốc, người đàn ông trung niên lập tức biến thành một đống tro tàn, sau đó hoàn toàn biến mất. Bị xóa bỏ hoàn toàn. Ông lão thánh tâm cảnh kia ở bên cạnh, vẻ mặt kinh sợ nhìn người nắm giữ thời gian, đầu óc trống rỗng. Miểu sát thánh tâm cảnh. Chuyện này sao có thể? Diệp Huyên bỗng nói, tiền bối, ngươi. Người nắm giữ thời gian do dự rồi nói, Diệp Thiếu, thật ra, ta cũng không yếu như vậy. Mấy năm nay, ta cũng chỉ là bị thiên mệnh đại lão đánh. Nói chuyện cũng rất huyền chuyển. Diệp Huyên theo bản năng hỏi, tiền bối, thực lực ngươi kinh khủng như vậy, tại sao không đánh được Thanh Nhi? Chủ nhân thời gian im lặng một lúc lâu, sau đó nói, ta cũng muốn biết lắm. Diệp Huyên. Người nắm giữ thời gian đột nhiên lại nhìn sang ông lão kia, vẻ mặt ông lão kia thay đổi, quay người chạy trốn, tốc độ ông ta rất nhanh, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời, nhưng sau đó, ông ta lại xuất hiện một cách kỳ lạ ở trước mặt Diệp Huyên và người nắm giữ thời gian, sau đó, thân thể ông ta bắt đầu trở nên hư ảo từng chút một. Ông lão kinh sợ vô cùng, chuyện này, sao có thể? Người nắm giữ thời gian khẽ lắc đầu, kiến thức hạn hẹp. Nói rồi. Ông lão kia đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Diệp Huyên
Người nắm giữ thời gian quay người nhìn Diệp Huyên, Diệp Thiếu, ta phải đi rồi. Có rất nhiều chuyện ta phải đi xử lý. Diệp Huyên do dự rồi nói, tiền bối, lần từ biệt này, không biết bao lâu mới có thể gặp lại, người có muốn để lại chút gì làm quà gặp mặt cho ta không? Vẻ mặt người nắm giữ thời gian cứng đờ. Diệp Huyên rất nghiêm túc nhìn người nắm giữ thời gian. Người nắm giữ thời gian chần chừ, rồi mở lòng bàn tay, một miếng lệnh bài xuất hiện trong tay ông ta, vật này là lệnh chủ thời gian, có được lệnh bài này, sau này nếu ngươi gặp được sứ giả thời gian, có thể ra lệnh cho bọn họ làm việc. Lệnh chủ thời gian. Diệp Huyên vội nhận lấy lệnh chủ thời gian, sau đó nói, đa tạ tiền bối. Người nắm giữ thời gian thấp giọng nói, Diệp Thiếu, tuyệt đối phải nhớ rõ, thực lực hiện tại của ngươi không thể ở trong dòng sông thời gian quá lâu, nhất là nếu ngươi muốn nghịch chuyển thời gian, thì sẽ tiêu hao rất lớn, thân xác hiện tại của ngươi chưa đạt đến bất hủ, sẽ không chịu nổi. Còn về tương lai, bản thân ngươi cũng chớ có tiến lên tương lai, kiếm của ngươi thì có thể, vì kiếm của ngươi là do thiên mệnh tiền bối tạo ra, vì vậy sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng bản thân ngươi thì không được, phải nhớ rõ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, tiền bối nhắc nhở, ta sẽ khắc ghi trong lòng. Người nắm giữ thời gian khẽ cười, Diệp Thiếu, cáo từ. Nói xong, thân thể ông ta trở nên hư ảo, đã sắp biến mất. Diệp Huyên như nghĩ gì đó, đột nhiên hỏi, tiền bối, người quen với Thanh Nhi thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt người nắm giữ thời gian thoáng chốc trở nên không tự nhiên, ông ta cười nhạt một chuyện hiểu lầm. Hiểu lầm. Nói xong, ông ta lập tức biến mất. Diệp Huyên nhìn xung quanh, đã không còn cảm nhận được người nắm giữ thời gian. Diệp Huyên lắc đầu cười, từ thái độ của người nắm giữ thời gian đối với Thanh Nhi, chắc chắn trước kia đối phương đã bị Thanh Nhi chỉnh, nếu không sẽ không sợ hãi Thanh Nhi như vậy. Không nghĩ thêm, Diệp Huyên nhìn miếng lệnh bài thời gian trong tay, khẽ nhếch miệng. Thời gian sắp tới. Diệp Huyên bắt đầu tiếp tục tu luyện trảm tuổi thọ và trảm tương lai cùng với trảm quá khứ. Có hai chữ thời gian mà người nắm giữ thời gian tặng cho hắn rồi, hắn phát hiện, khả năng nắm chắc thời gian lưu thể chi lực và lực lượng nghịch thời gian của hắn càng thuần thục hơn. Uy lực cũng trở nên mạnh hơn nhiều. Nhất là trảm quá khứ. Trảm quá khứ so với trảm tương lai càng kinh khủng hơn, cũng càng kỳ dị hơn nhiều, trảm tương lai, một vài cao thủ mạnh một chút còn có thể dự đoán trước được. Dù sao một vài cao thủ đều có năng lực dự báo phúc họa, nhưng trảm quá khứ thì không giống vậy. Đó là trảm quá khứ. Là chuyện đã xảy ra rồi. Trừ phi đối phương cũng có khả năng giống hệt hắn, quay về quá khứ, chỉ có như vậy, mới có thể phòng bị được. Mà có thể trực tiếp quay về quá khứ thì chỉ có bất hủ vĩnh hằng cảnh mới có thể làm được. Đối với hắn hiện tại mà nói, thánh tâm cảnh đã chẳng là gì rồi. Duy chỉ có một điều đáng tiếc, là kiếm hành đạo lại chạy rồi. Hắn muốn để lại kiếm hành đạo nghiên cứu thêm, thời khắc quan trọng, lấy kiếm hành đạo ra dọa người cũng được. 10 ngày sau. Trong lúc tu luyện, Diệp Huyên đột nhiên rời khỏi tháp nhỏ, vừa mới ra khỏi tháp nhỏ, hắn lập tức nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chân trời phía xa đột nhiên nứt ra, tiếp đó, một luồng hơi thở cực kỳ kinh khủng bỗng từ trong không gian vết nứt tuôn ra, thoáng chốc. Cả huyên giới lập tức sôi sục, vô số cao thủ huyên giới đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Có người muốn tấn công huyên giới hay sao? Lúc này, một ông lão từ trong không gian vết nứt chậm rãi bước ra. Ông lão mặc trường bào đen rộng, tay trái cầm một thanh thiết kiếm, vẻ mặt lạnh lùng. Kiếm tu. Diệp Huyên nhìn ông lão, vẻ mặt bình tĩnh. Ông lão từ trên nhìn Diệp Huyên bên dưới, tiên đạo tông là do ngươi diệt. Diệp Huyên liếc nhìn thanh kiếm trong tay ông lão, gật đầu. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi có biết tiên đạo quan là thế lực phụ thuộc của huyền kiếm tiên tông ta? Diệp Huyên lắc đầu. Ông lão nheo mắt, không biết. Diệp Huyên khẽ cười, mới đầu đúng là không biết, nhưng, sau này biết rồi. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, biết, mà ngươi còn dám tiêu diệt. Diệp Huyên cười nói, Diệp Huyên ta hành động, không có dám hay không dám, chỉ có muốn hay không muốn, ta muốn diệt, nên diệt thôi. Mọi người. Nghe thấy lời này của Diệp Huyên, ông lão tức giận đến bật cười, người trẻ tuổi không có dám hay không dám, chỉ có muốn hay không muốn, được lắm, hôm nay ngươi cứ nhìn xem,
xem Huyền Kiếm Tiên Tông ta tiêu diệt huyên giới ngươi thế nào. Vừa dứt lời, thiết kiếm trong tay ông ta đột nhiên lao xuống từ trên trời, một kiếm này vừa rơi xuống, tựa như muốn chém nát cả đất trời, vô cùng kinh khủng. Ở bên dưới, vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, để mặc một kiếm kia chém vào đỉnh đầu hắn. Ầm. Trong tầm mắt của mọi người, thiết kiếm kia trực tiếp tiến vào trong thân thể Diệp Huyên, sau đó, một luồng hơi thở cực mạnh trong thân thể Diệp Huyên bỗng sôi sục tỏa ra. Hấp thụ rồi. Nhìn thấy cảnh này, ông lão kia lập tức sững sờ. Ở bên dưới, Diệp Huyên tham lam hít một hơi, sau đó hắn nhìn ông lão, khẽ cười, mạo muội cho hỏi, Huyền Kiếm Tiên Tông ngươi có phải đều là kiếm tu không? Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đúng. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, tiên đạo quan là do ta giết, Huyền Kiếm Tiên Tông ngươi nếu không phục, cứ việc báo thù, đến bao nhiêu cũng được, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Nói rồi, hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, lần này, ta nghiêm túc. Ta vô địch, ngươi tùy ý. Khi nghe thấy lời của Diệp Huyên, sắc mặt ông lão khó coi đến cực hạn. Ngông cuồng. Ngông cuồng quá rồi. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Bên dưới, Diệp Huyên mỉm cười rồi quay người rời đi, trong chớp mắt đã biến mất ở nơi xa. Đi rồi. Ông lão kia nhíu mày, còn muốn nói điều gì, nhưng ngay sau đó, dường như ông ta cảm nhận được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thoáng chốc, cả người ông ta trở nên mờ ảo. Ông lão hoảng sợ nhìn Diệp Huyên xuất hiện ở phía xa, run giọng nói, ngươi làm gì ta rồi? Diệp Huyên nhìn ông lão, không nói lời nào. Chảm quá khứ. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn đến tương lai chém giết đối phương. Mà sau lần đầu tiên hắn sử dụng chảm tương lai này, hắn phát hiện một khuyết điểm lớn nhất và ưu điểm lớn nhất. Khuyết điểm gì? Đó chính là không thể sử dụng chảm tương lai này với người mạnh hơn mình rất nhiều, bởi vì bây giờ ngươi không giết được đối phương, trở về không lâu trước đó cũng sẽ không giết được đối phương. Mà với thực lực bây giờ của hắn, vẫn không cách nào trở lại quá khứ thật lâu, nếu không, hắn có thể trực tiếp trở lại ngàn vạn năm trước đó. Hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể trở lại một tháng trước, lâu hơn nữa, cơ thể của hắn sẽ khó mà chống đỡ được. Mà thật ra một tháng không có tác dụng quá lớn, bởi vì nếu bây giờ ngươi đánh không lại đối phương, vậy cũng không chắc có thể đánh bại đối phương của một tháng trước, đối phương ở quá khứ đã qua cũng không phải là không thể đánh trả. Đương nhiên, ưu điểm chính là đánh bất ngờ. Còn thần bí khó lường hơn chảm tương lai, đối phương không cách nào có dự cảm trước. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một điểm kinh khủng nhất, đó chính là khi giao đấu với đối phương, mình có thể trở lại quá khứ, mà mình trở lại quá khứ thì sẽ biết đối phương ở quá khứ ra chiêu tiếp theo như thế nào. Giống như một kiểu gian lận vậy. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện một điểm, mình từ trong dòng sông thời gian đến giết đối phương hoàn toàn bối rối, bởi vì trong quá khứ cũng có một hắn, cho nên, đối phương căn bản không có bất kỳ đề phòng gì với hắn ở tương lai. Nói cách khác, hắn có thể khiến cho mình của bây giờ và mình của quá khứ hợp tác với nhau. Hai người hợp sức, nhưng mà phải thương lượng trước với chính mình ở tương lai đã, ví dụ như lúc này, hắn có thể quyết định trước rằng một khắc sau sẽ ra tay, mà mình ở lúc này có thể lập tức ra tay, mình ở một khắc sau lại ra tay. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn đột nhiên đâm ra một kiếm, một luồng kiếm quang xuyên thủng giữa lông mày ông lão nơi xa, mà gần như cùng lúc đó. Một luồng kiếm quang không biết từ nơi nào bay đến trực tiếp xuyên thủng giữa lông mày ông lão. Giữa lông mày ông lão có hai luồng kiếm quang. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên lập tức trở nên hưng phấn. Thật sự có thể. Mình và mình của tương lai có thể hợp tác hoàn mỹ. Đúng lúc này, cơ thể Diệp Huyên đột nhiên trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, mẹ nó, pháp tắc thời gian kia muốn xóa sổ mình. Diệp Huyên vội vàng thúc giục hai chữ thời gian chi chủ cho hắn kia, sau khi hai chữ kia được thúc giục, cơ thể hắn dần dần khôi phục bình thường. Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, hành vi này của mình thật sự quá mức nghịch thiên, bởi vậy, pháp tắc thời gian căn bản không cho phép loại chuyện này xảy ra. Cũng may, thời gian chi chủ mở cửa sau cho hắn, cũng may, hắn có kiếm Thanh Huyên. Nếu không, hắn hoàn toàn không cách nào làm đến thế này. Không thể không nói,
lúc này Diệp Huyên rất hưng phấn. Trảm quá khứ này khủng bố hơn trảm tương lai rất nhiều, chỉ cần không gặp phải cao thủ thuộc loại biến thái, trảm quá khứ của hắn gần như là tồn tại vô địch. Lúc này, ông lão nơi xa run giọng nói, ngươi làm như thế nào? Diệp Huyên thoáng nhìn ông lão, muốn biết. Ông lão gật đầu, muốn. Diệp Huyên nhếch miệng cười, ta cứ không nói cho ngươi đấy. Phụt. Ông lão trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Sau khi ông lão chết, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện thời gian chi đạo này đáng sợ cỡ nào, một khi có người nắm giữ loại thời gian chi đạo này, vậy thật sự quá mức nghịch thiên. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyên trở về tiểu tháp, sau đó, hắn lấy cuốn bất hủ đại điển kia ra. Mặc dù hắn chưa đạt đến vĩnh hằng bất hủ, nhưng bây giờ hắn có thể làm được chuyện mà vĩnh hằng bất hủ không làm được, có thể nói, hắn trực tiếp nhảy cóc mấy cảnh giới lớn. Thật ra hắn của bây giờ có thể không cần tu luyện cảnh giới, mà thật ra hắn cũng không được coi là đang tu luyện cảnh giới, lúc này hắn đang nghiên cứu tu luyện bất hủ đại điển để nâng cao thần hồn, nhục thân và ý chí của mình, tăng cường ba loại này quyết định hắn có thể ở trong dòng sông thời gian bao lâu. Mục đích cuối cùng của hắn là thời gian chi đạo. Nói một cách đơn giản, bây giờ hắn đang tu luyện bốn loại, kiếm đạo, thần hồn, nhục thân, ý chí. Nhục thân bất hủ. Diệp Huyên bắt đầu tu luyện nhục thân trước, bất hủ là như thế nào? Tức là mãi mãi bất diệt, mãi mãi tồn tại. Mà khi hắn lựa chọn tu luyện nhục thân, hắn phát hiện một vấn đề lúng túng. Tinh mạch, không đúng, là tinh thần mạch. Một loại linh mạch cao hơn tinh mạch. Độ tinh khiết của tinh thần mạch này cao hơn tinh mạch bình thường mười mấy lần, chỉ có loại tinh mạch linh khí tinh khiết thế này mới có thể khiến cơ thể hắn thay đổi về chất. Hơn nữa, một tinh thần mạch vẫn chưa đủ, hắn ít nhất phải chuẩn bị trên trăm mạch. Trừ cái đó ra, còn cần rất nhiều thiên tài địa bảo mà hắn chưa từng nghe thấy, ví dụ như bất hủ thánh quả, thiên thanh địa linh. Diệp Huyên hơi đau đầu. Mẹ nó! Nhiều khi việc tu luyện này không chỉ cần thiên phú, mà còn cần có tiền. Mà nhiều khi, tiền còn quan trọng hơn thiên phú. Không có tiền, ngươi tu cái quái gì? Giống như lúc này, không có tinh thần mạch, thiên tài đệ nhất muôn đời như hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Kiếm tiền. Diệp Huyên khẽ thở dài, sau đó rời khỏi tiểu tháp, hắn mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn, đây là nhẫn chứa đồ của ông lão Huyền Kiếm Tiên Tông trước đó. Trong nhẫn chứa đồ chỉ có tinh mạch, không có tinh thần mạch. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên càng đau đầu hơn. Bởi vì điều này mang ý nghĩa, có lẽ thánh tâm cảnh cũng không tiếp xúc được với tinh thần mạch. Đi tiên bảo các. Diệp Huyên lập tức lắc đầu, bây giờ hắn không muốn đi tìm nam xứ kia lắm. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nơi chân trời, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, không cần phải nói, chắc chắn đây là người của Huyền Kiếm Tiên Tông. Người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, gã ta nhìn Diệp Huyên, sắc mặt Diệp Huyên vẫn bình tĩnh. Người đàn ông trung niên mỉm cười, Diệp công tử, ta tên là Tiêu Minh, là đại trưởng lão của Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyên cười nói, chỉ một mình ngươi thôi sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, Diệp công tử cứ yên tâm, chỉ có một mình ta đến. Ta. Diệp Huyên đột nhiên cắt ngang lời của người đàn ông trung niên, ngươi hiểu sai ý của ta rồi. Ý của ta là, ngươi có thể gọi nhiều người đến. Nghe vậy, nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên kia vụt tắt, gã ta nhìn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, vô cùng ung dung của Diệp Huyên. Giờ phút này, trong lòng người đàn ông trung niên đột nhiên trầm xuống. Diệp Huyên cười nói, các hạ, bây giờ ngươi có thể gọi người. Tiêu Minh hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử, lần này ta đến để nói lý lẽ. Nói lý lẽ? Diệp Huyên nhíu mày, nói lý lẽ cái gì? Không muốn nói, đầu tiên ta giết thiên đạo quan, thế lực phụ thuộc các ngươi, sau đó lại giết mấy người của Huyền Kiếm Tiên Tông các ngươi, ta như vậy rõ ràng là không nể mặt Huyền Kiếm Tiên Tông các ngươi, hơn nữa còn coi thường Huyền Kiếm Tiên Tông các ngươi có thể nhịn sao? Đừng nhịn, mau gọi người đến đánh ta. Có bao nhiêu gọi bấy nhiêu, tốt nhất là gọi cả tiên tổ đến. Nghe vậy, người đàn ông trung niên trợn mắt ngoác miệng, mẹ nó, cái quái gì đây?
Sắc mặt Diệp Huyên lạnh xuống, người chắc chắn là không gọi người. Tiêu Minh vội vàng nói, Diệp công tử, lần này tại hạ đến là để nói lý lẽ. Nói lý lẽ, chúng ta đều là người văn minh, sao có thể làm loại chuyện dã man kia? Ngươi nói có đúng không? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta tàn sát tiên đạo quan, thế lực phụ thuộc của các ngươi. Tiêu Minh lập tức nói, là tiên đạo quan trêu chọc Diệp công tử trước, là đúng người đúng tội, đúng người đúng tội. Diệp Huyên lại nói, ta giết hai cao thủ thánh tâm cảnh của Huyền Kiếm Tiên Tông các ngươi. Tiêu Minh đột nhiên nói, đó là so tài. So tài, Diệp công tử so tài với hai cao thủ của chúng ta, sau đó không cẩn thận lỡ tay giết bọn họ, so tài khó tránh được chuyện ngoài ý muốn, chúng ta hiểu được, hiểu được. Diệp Huyên hết lời để nói. Mẹ nó. Vậy mà ngươi đều có thể hiểu được. Đột nhiên không theo lối mòn thế này khiến hắn có chút không quen. Lúc này, Tiêu Minh lại nói tiếp, Diệp công tử, tại hạ đến đây mang theo thành ý và hữu nghị, mặc dù trước đó giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng ta tin rằng, dưới sự trao đổi hữu nghị của chúng ta, những hiểu lầm kia đều sẽ tan thành mây khói. Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, trên thế giới này, cái gì cũng có thể biến mất, chỉ có lý lẽ và nhân nghĩa là không thể biến mất. Diệp Huyên. Tiêu Minh thoáng nhìn Diệp Huyên, hắn hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử, không biết sư phụ ngài là người nào. Rõ ràng, đây là muốn hỏi thăm lai lịch của Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, Tiêu trưởng lão, Diệp Huyên ta không có bất kỳ núi dựa nào, thật sự. Tiêu Minh mỉm cười, trong lòng thầm nói, có cái quỷ ông đây tin ngươi. Diệp Huyên lại nói, Tiêu trưởng lão, ngươi chắc chắn không gọi thêm người đến đánh ta sao? Tiêu Minh vội vàng lắc đầu, không không, Diệp công tử, ta vừa nói rồi, lần này ta đến là để xóa bỏ hiểu lầm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, các ngươi có tinh thần mạch không? Nghe vậy, đồng tử Tiêu Minh co rụt lại, Diệp công tử, vậy mà ngươi biết tinh thần mạch? Tinh thần mạch? Không thể không nói, bây giờ trong lòng Tiêu Minh vô cùng khiếp sợ. Bởi vì cho dù là một số lão quái vật trong Huyền Kiếm Tiên Tông cũng chưa chắc biết tồn tại của tinh thần mạch. Bởi vì quá quý giá. Mà gã ta, vì chức vụ nên mới biết tinh thần mạch này, bởi vì muốn đạt được nhục thân bất hủ trong truyền thuyết, phải dùng tinh thần mạch. Chẳng lẽ sau lưng Diệp công tử có cao thủ nhục thân bất hư cảnh? Nghĩ đến đây, Tiêu Minh đổ mồ hôi lạnh. Diệp Huyên lại đột nhiên hỏi, Tiêu công tử có sao? Tiêu Minh nhìn Diệp Huyên. Gã ta do dự một lát, sau đó nói, không có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 192.